chương 61. 61. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đương nhiên, Hà Kiến Thiết tưởng nhàn hạ cũng là không có khả năng, hiện tại trong nhà không có chủ sự nữ nhân, đương gia quyết định chính là Hà Tiểu Lệ. Sáng ngày thứ hai, Hà Tiểu Lệ cấp một bầy khỉ chân hảo bánh bao, cùng Phó Âu hai người ăn cái no, hai người cùng đi thị trấn. Phó Âu kia lượng kiểu cũ xe đạp, qua lại cỡ 50 km, với nàng đến nói phi thường khó khăn. Trên đường, phó Âu căn nàng rất nghiêm túc nói chuyện, chuyện này trước mắt đến nói dần dần muốn trong sáng đứng lên, phó Âu phụ mẫu đã bắt đầu chuẩn bị phục chức. Nghe được tin tức này, Hà Tiểu Lệ vẫn có chút kinh ngạc. Khi ngươi làm như thế nào, ngươi sẽ trở về sao? Nếu phụ mẫu vấn đề được đến giải quyết, phó Âu cũng có thể trở về mới đối, nàng trong lòng không biết là cái gì tư vị, tổng thể đến nói thay hắn cao hứng hắn trầm mặt một khắc. Ta nhìn ngươi cũng tại chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về thành. Quả nhiên hắn vẫn là tưởng. Thời gian này, hắn mới nói đơn giản khởi hắn sự tình trước kia, hắn phụ mẫu tại thật lâu trước kia liền làm đại sứ quán đồng thanh phiên dịch, phó Âu vẫn là tại Đan Mạch sinh ra, thẳng đến hắn cử tuổi thời điểm mới về nước. Đó cũng là hắn tên bên trong vì cái gì sẽ có một câu tự nguyên nhân, nguyên lai like hắn là tại Âu Châu sinh ra hà tiểu lệ biết cho dù vận động chấm dứt thanh niên trí thức phản thành kế hoạch cũng không phải duy nhất liền hoàn thành ở trong đó còn trải qua rất nhiều vui buồn ly hợp nếu phó âu phản thành cùng chính mình kế hoạch theo không kịp tranh làm như thế nào này đó lo lắng chính nàng cũng là có đang tại nàng trù trù là lúc phó âu nói ngươi nếu không trở về thành ta đây cũng không hồi ta có thể chờ ngươi này hắn đều nói lời này chẳng lẽ là có 10 phần nắm chắc có thể đi trở về không thành. Trở về thành, nàng đương nhiên suy nghĩ, nằm mộng cũng muốn, tại đại hà thôn như vậy một ngày ngày đi xuống, đương cả đời dân làm giáo sư, đây không phải là khai quốc tế vui đùa sao? ân ừ, không nói trước này đó, ta nghĩ rất nhanh có thể khôi phục cao khảo, giống như ta vậy tuổi trẻ người, có thể thông qua cao khảo con đường này kính đi ra ngoài, chính là ngươi, nàng biết Phó Âu trở về thành chi lộ em sẽ so nàng càng thêm gian nan. Ngươi tương lai muốn đi đâu? Phó Âu nghĩ nghĩ. Tây An hoặc là Bắc Kinh, trừ cái này ra ta cũng đối cái khác địa phương không quen. "Hảo đi, Hà Tiểu Lệ trước kia đi công tác đi quá Bắc Kinh cùng Tây An, còn thật tưởng nhìn xem 70 niên đại Bắc Kinh cùng Tây An trường dạng gì." Thành giao. "A." À, Phó Âu không biết nàng tại nói gì thế. "Ta là nói, nếu ngươi đi Bắc Kinh, ta cũng muốn đi nếu ngươi muốn đi Tây An, ta cũng muốn đi, chúng ta cùng đi. Phó Âu cười, khó được nhìn đến hắn như vậy muộn tao nam, sẽ cười một tiếng, hắn cười rộ lên, dĩ nhiên là khó được dễ nhìn. Lại cười một cái cho ngươi tỉ nhìn một cái. Phó Âu. Hai người nói một chút cười cười kỵ đến thị trấn dùng hai giờ. Rốt cuộc là hắn tuổi trẻ, bình thường cũng đều làm việc tốn sức. Kỵ xe mang theo Hà Tiểu Lệ cũng không cảm thấy có bao nhiêu trọng ngược lại là còn tưởng lộ lại trường một ít, cùng cái này có thú cô nương nói thêm nửa một lát nói. Đại gia bình thường đều rất bận, rất khó được có như vậy một chỗ thời gian. Hai người đi trước bưu cục, lấy bao vây. Đồng chí, ta lấy bao vây. Hà Tiểu Lệ đem đại đội khai chứng minh cùng bưu cục đưa tới biên lai like đưa tới, bưu cục nhân viên công tác nhìn chầm chầm nàng ngủ qua nhìn thật lâu. Tính danh Hà Tiểu Lệ Cụ có thời đại đặc sắc nhìn chăm chú nhìn, phản phất người khác thiếu nàng mấy trăm đồng tiền ước chừng cảm thấy vẫn là không giống. Nhân viên công tác lại hỏi cái gì đại đội, bày ra tới kia một bộ mặt. Nhượng Hà Tiểu lệ cảm thấy khẳng định là thiếu vị này đồng chí tiền. Hà Tiểu lệ chỉ có thể báo cho nàng. Cuối cùng rốt cuộc đem bao vây lĩnh đến, may mắn gọi phó Âu lại đây, nếu không như vậy trọng đồ vật, nàng cũng lấy không quay về a. À. Chỉ có thể mở ra phóng. Hà Tiểu Lệ cũng muốn biết bên trong rốt cuộc trang cái gì vàng bạc tài bảo, mới như vậy trọng, mở ra vừa thấy, bên trong có một kiện đỉnh lưu hành một thời áo bông, nhan sắc là màu đen, cổ áo đi xuống một vòng hồng sắc biên biên, nhất định là nguyên chủ phụ mẫu ký lại đây cho nàng. Hà Tiểu Lệ hướng trên người xuyên tới thử thử, đang chuẩn bị kéo xuống dưới ni, Phó Âu nói. Biệt kéo, dễ nhìn, đem củ kia kiện thu hồi đến liền hảo. Cũng là, tân rõ ràng xuyên trên người bái, Hà Tiểu Lệ đem củ phóng bối bên trong bọc. Lại phiên, bên trong còn có một bao hoa quả đường, một bao bánh quai chèo, một bao hạt dưa, một bao bí đỏ tử, làm táo đỏ, nấm hương, nho khô loại này nam bắc hàng. Còn có một khối màu trắng sợi tổng hợp bố, hai cái vải ca kia sắc loa quần, hẳn là trong thành mặt tương đối lưu hành một thời kiểu dáng. Hai sông bạch giày chơi bóng. Một phong thơ. Tràn đầy nhồi đầy một đại bao nhìn đến nguyên chủ phụ mẫu đối nàng rất hiểu biết tiểu cô nương yêu xú mỹ cho nên một bao đồ vật đại bộ phận là quần áo vải dệt quần so với đến ăn liền không quá chiếm tỷ lệ khó trách như vậy đại một bao hà tiểu lệ có nguyên chủ ký ức sớm vài năm phụ thân vừa mới nhập ngũ khu bệnh viện chuyển tới tỉnh bệnh viện nhân dân thời điểm mỗi đến quá niên quá tiếc đều có bộ đội bên trong lão chiến hữu đến xem hắn mang tất cả đều là các nơi nam bắc hàng cái kia thời điểm cấp cung cấp, tốt nhất đơn giản chính là bộ đội bên trong, cho nên Hà Chính một gia còn chưa bao giờ thiếu quá cái gì. Hảo tỉnh hướng cung tiêu xả đi một chuyến, Nam Bắc hàng này xem như toàn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, vừa vặn phó Âu đơn vị phát rồi một cân thực phẩm phụ phiếu, bọn họ còn tại sầu mua gì Hảo, cảm giác mua cái này còn muốn mua cái kia, tổng là không đủ dùng, phụ mẫu thân ký tới này một bao ước chừng có 7-8 cân, cũng không tính rất nhiều, tăng thêm nàng nơi đó mấy cân đại bạch thỏ cái này năm qua khẳng định so trước kia hảo nắm chặt đại quân cho nàng ngủ đồng tiền hà tiểu lệ nhớ tới mấy hài tử muốn ăn bánh quẩy sự tình hai người một cùng đến quốc doanh khách sạn ăn một bữa cơm lại đi đi phó âu nói ta thỉnh ngươi đương nhiên mỗi lần đều là hắn mời khách nhưng hắn vẫn là sẽ lặp lại một câu ta thỉnh ngươi hảo đi dù sao hắn tồn như vậy nhiều tiểu riêng tư, đều phải năm mới, tốt xấu tệ hắn nhất đốn hảo, nhưng cũng không có thể lãng phí, Hà Tiểu Lệ trong lòng có ăn sâu bén rễ quan niệm, lãng phí lương thực chính là muốn tạo trời phạt. Hai người điểm hai cái thức ăn, một đại bồn cơm. Thời gian này Hà Tiểu Lệ mới kiến thức đến phó Âu rộng mở cái bụng ăn cơm rốt cuộc là cái gì lượng cơm ăn, như vậy một tiểu bồn, nàng liền chỉ đào ra một chén nhỏ, cái khác, cư nhiên toàn bộ cũng gọi hắn xử lý này sức chiến đấu thật sự là thỏa thỏa này trước kia chẳng lẽ hắn đều chưa ăn no quá phó âu lần tới ta nhiều cho ngươi nấu điểm cơm a nàng thật không biết rất hắn lượng cơm ăn như vậy cảm động phó âu ngẩng đầu cho nàng bỏ thêm một chiếc đũa thịt đồ ăn không có việc gì đầu năm nay ai thật sự ăn no a nhanh lên ăn cơm đừng nói chuyện nhà hắn giáo rất hảo ăn cơm là từ không nói lời nào Hà Tiểu Lệ liền không nói, cuối cùng chén đĩa đế nhi bên trong chấp đều không lãng phí, nhưng hắn trộn lẫn cơm, hơn nữa Hà Tiểu Lệ phát hiện những người khác cũng là như thế này, đều là cầm chén sàn xe tử đế ăn sạch sẽ. Bữa cơm này ăn ngủ mau tiền, không tiểu chi, bất quá nơi này không cần phiếu, quý một ít chính là. Sau đó hai người mua ngủ mau tiền bánh quẩy, trang hảo đại một bao, mang về chuẩn bị năm mới. Dọc theo đường đi Hà Tiểu Lệ vẫn có chút hưng phấn, không biết có phải hay không là đi vào thế giới này có hơi lâu, thế nhưng sẽ vì ăn ngon, hoặc là hảo đồ chơi hưng phấn. Thật bất khả tư nghị. Chương 62 62 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai người đến gia thời điểm vừa vặn 5 giờ nhiều, tiểu quân làm tốt đồ ăn, bọn nhỏ ăn thượng. Nhìn thấy tỷ tỷ tiếng môn, mỗi cái ba ba nhìn chầm chầm hà tiểu lệ nhìn, hà tiểu lệ từng kiện, đem đồ vật bỏ vào bên trong tủ. Dù sao nàng cũng không quá thích ăn này đó, lại phân ra đến một ít, chuẩn bị lấy đến thanh niên trí thức điểm đi, đoạn thời gian trước bởi vì chia hoa hồng đường, phân thịt heo sự tình, cùng vương hữu chí chờ người quan hệ làm cũng không tệ lắm, xem bọn hắn không đồ vật quá tiếc, trong lòng có chút không qua được. Hà kiến thiết cùng hà vệ cách nhìn thấy tỷ tỷ từng kiện đồ vật hướng bên trong tủ trang, trong lòng đã sớm vui như hoa nở. Hà Tiểu Lệ đem mua tới bánh quẩy, lấy vài cái đặt ở trên bàn, một người phân bán căng, dư lại lấy đến bát quỷ bên trong khóa kỹ, cũng cùng bọn họ bảo ngày mai buổi sáng lại nổ nổ tài năng ăn. Hiện tại thời tiết lạnh, tuy rằng đều là ăn hai bữa cơm, nhưng giữa trưa muốn ăn chút gì điền một điền, không phải chống đỡ không đến ăn cơm chiều thời gian. Làm xong này đó, dẫn theo điểm thực phẩm phụ hồi thanh niên trí thức điểm đi. Đến thanh niên trí thức điểm, Dư Mẫn chờ ba cái cũng vừa mới ăn xong cơm chiều, nhìn đến Hà Tiểu Lệ mang đến vài thứ, cũng đỉnh cao hứng, bên trong này chỉ có Vương Hữu Chí gia nhân ký trở về một vài thứ, hắn mới vừa cũng trang một bao kẹo, còn chuẩn bị cấp Hà Tiểu Lệ đưa đi qua ni. Hà Tiểu Lệ khoát tay. Không cần không cần, ba mẹ ta ký lại đây thiệt nhiều ni, còn có rất nhiều đều đặt ở ta thúc thúc nơi đó. Vương Hữu Chí tuy rằng cũng là lấy tiền lương, nhưng một cái nguyệt ngủ đồng tiền còn có đội trong phân lương thực nộp thuế, hắn cũng không có thực phẩm phụ phiếu, này đó kẹo, hẳn là cũng là trong nhà ký lại đây, Hà Tiểu Lệ một phen đem kẹo cho hắn tắt trở về, Vương Hữu Chí thấy nàng không cần, xoay người lại phân cho Dư Mẫn cùng Lưu Ân Từ. Hà Tiểu Lệ mang đến một ít hoa quả đường, hạt dưa, còn có bánh quai chèo. Nhượng Hà Kiến Thiết đau lòng đã lâu, Hà Tiểu Lệ bởi vậy còn hung hăng phê bình Hà Kiến Thiết nhất đốn, Nam Hài tử muốn đại khí một ít, nàng không quá thích đem vài cái đệ đệ bồi dưỡng tiểu trong keo kiệt, tâm nhãn là phải có, nhưng là không thể quá nhỏ. Ngày mai ta thúc thúc gia xào đậu phộng cùng khoai lang phiến, cho các ngươi mang đến một ít đến. Nghĩ đến chính mình cùng phó Âu đi ra ngoài sống một mình, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ chất lượng, có chút ấy nấy. Năm nay thanh niên trí thức điểm là người ít nhất lúc, trước kia nhiều người thời điểm, có thập đến cá nhân, bởi vì lập gia đình, tham gia quân ngũ đi, người càng ngày càng ít, đến bây giờ, chỉ có vương hữu chí, dư mẫn, lưu ân từ ba người ôm đoàn sưởi ấm. Các ngươi năm mới nguyên liệu nấu ăn còn có sao, có cần hay không ta hỗ trợ cái gì? Hà Tiểu Lệ nhìn khắp nơi một chút, ba cái thanh niên trí thức phân thập đến cân thịt, đều ướt muối hảo treo lên đến hông gió, còn có một chút mới mẻ thịt lưu trữ từ từ ăn, thức ăn hẳn là còn không có trở ngại. Dư Mẫn nói hôm kia ta dùng giày vải cùng tôn hồng mai thay đổi một cái tiểu gà trống, năm mới đôn kê ăn. Tôn gia lại đây là con rết tử mà không cương, đến thời gian này còn có kê cùng người đổi giày vải. Tôn gia cái kia gã đi ra ngoài cô nương tôn hồng mai hiện giờ cũng trở về trụ, hiện tại đại hà thôn so sánh thập khiển gần vài cái đại đội đều phải hảo, phân đồ vật cũng muốn phân nhiều, nàng đơn giản, ly hôn, lại dời trở lại. Đại gia hỏa tuy rằng đối tôn gia rất có phê bình kính đáo, nhưng nên phán hình cũng phán hình, người khác quyền công dân ít vẫn là muốn được hưởng. Lúc trước, Lý Thư Ký chỉ phân tôn gia lương, không có đuổi tận giết tuyệt đi nhân gia hậu viện đem nhân gia kê cũng cấp trảo, cho nên hiện tại tôn gia lão già trẻ tiểu, ngày quá cũng cũng không tệ lắm. Thậm chí có người còn nói, tôn hữu tài khẳng định độn cá đỏ dạ, chung tại dưới lòng đất hạ, chẳng qua hà trực trọng tâm không tại báo thù cùng phê đấu này mặt trên, hắn bận làm kiến thiết, tu lộ làm công trình, Trước mắt lại có chú đập lớn an trí giải tỏa dân sự tình, hắn còn vội không thượng cái này. Hà Tiểu Lệ một phát đầu. Ta nơi đó có nấm hương, ngày mai cho các ngươi lấy lại đây một ít. Nấm hương chính là hiếm lạ hàng, nàng còn thật hào phóng, mặt khác ba cái thanh niên trí thức đều cảm thấy ngại ngùng đứng lên. Ngược lại là Phó Âu nói. Nấm hương cũng liền đôn kê ăn, ta nhìn nàng nơi đó có không ít, cũng không như vậy nhiều kê đôn đến ăn lấy lại đây cho các ngươi cũng không tính lãng phí, thanh xào đến dùng bữa lãng phí. Dư mẫn thè lưỡi, khi cho ngươi lưu khối đùi gà nhi. Không cần không cần. Hà tiểu lệ lắc lắc đầu. Chúng ta cũng có ăn, không ăn các ngươi tiểu gà trống A, hôm nay đi một chuyến thị trấn mệt mỏi quá, ngày mai còn có sống muốn làm, ta không muốn nói chuyện. Nàng cùng phó Âu hiện đang tắm giặt quần áo đi ngủ vẫn là tại thanh niên trí thức điểm nơi này, cho nên thường xuyên cũng muốn đi giúp đỡ một chút, lẫn nhau có chút lui tới cũng là bình thường. Hôm nay nàng đi một chuyến thị trấn, ngược lại là thải xe đạp phó Âu không ồn ào vất vả, nàng dọc theo đường đi đều ngại lộ rất bá, trên người không mấy lượng thịt điên không nổi. Ngày hôm sau muốn đi Hà Gia nấu đầu heo. Đó cũng là từ rất sớm trước truyền xuống tới tập tục, năm mới tổng là muốn ăn đầu heo thịt, cho nên từ đông nguyệt đội trong giết heo bắt đầu, liền một hộ hộ đem đầu heo sách trở về, quân thành thịt khô, một đại gia tử hoặc là hai cái nhà nghèo muốn phân một cái đầu heo. Hà gia người không nhiều lắm, cho nên là muốn cùng lưu thải gia cùng nhau phân một cái, tỉ như có gia đình nhân khẩu nhiều, có hai mươi mấy người người, là có thể sách trở về một toàn bộ không cần cùng người phân. Hàng năm đều là như thế này, cho nên Lưu Thải Gia rất đã sớm đem củi lửa cùng thiết quá cây cải củ đều đưa tới, củi lửa là lấy đến nấu đầu heo củi lửa, cây cải cũ là nấu hoàng đầu heo thịt than bên trong nấu quá một lần cây cải cũ ngày quá kham khổ, mặc dù là dùng thịt thang nấu quá cây cải cũ tại nông thôn đều có thể cũng coi là một môn món ăn mặn. Quan cái này cây cải cũ hợp thịt than đôn đến ăn, chỉ cần là tại không có khách nhân trong cuộc sống mặt, mỗi ngày đều là cái này. Rất sớm, tiểu quân liền đem đầu heo mặt trên trọng lượng cả bì tân thổi qua, sau đó đốt sạch sẽ, lại nhắc tới khe suối nhỏ biên tẩy sạch sẽ, sau đó đặt tại bát tô bên trong nấu. Này muốn nấu thượng 3 giờ tả hữu, chờ đến thịt heo đều nấu thấu, lại vớt lên, thừa dịp nhiệt một phân thành hai, hạch đào thịt, heo lưỡi, này đó, đều là song phương ở đây một phân thành hai, một gia một nửa quân quân phân. Phân hảo lưu thải hướng lòng bếp bên trong điền hoàng cuối cùng một phen hỏa về sau, cũng không nóng phát hỏa, một phen đem hai nhà cây cải củ hướng trong nồi một đảo, ông trang đầu heo cái gầu xúc liền hướng ra đi, bởi vì này đầu heo muốn thừa dịp nhiệt nóng mở ra, đầu heo bên trong thịt nạc thừa dịp lúc này là tốt nhất ăn. Thời gian này hà gia bọn nhỏ cũng trở lại, mỗi cái đều ở bên cạnh nhảy nhót, giống cái tiểu điểu nhi nhất dạng chờ hà tiểu lệ cho bọn hắn sách thịt nạc tắt miệng, hà tiểu lệ để lại một khối đỉnh hảo thịt nạc, cái khác một chút mở ra, vi đến vài cái hầu nhi miệng. Cũng chính là thời gian này, tối có năm mới bầu không khí, đại khái cũng chỉ có tân thái vùng này, năm mới là muốn nấu đầu heo. Mặt sau Hà Tiểu Lệ nghĩ nghĩ, bởi vì sinh hoạt rất khổ, liền liên nấu quá đầu heo kia một chút thịt thang, đều luyến tiếc lãng phí rớt, muốn nấu một bát tô cây cải củ, thấu thấu nấu hảo, phóng, tháng giêng trong có ăn ngon thang đồ ăn, tỉ như thịt thang, liền múc thượng một muôi cây cải củ đôn đứng lên, thời gian này cây cải củ đều có thể ăn xuất thịt hương vị đến. Bằng, một tiếng, không biết nhà ai bắt đầu chơi pháo trúc, bọn nhỏ nghe được cái vang, sư một tiếng thoáng đi ra ngoài, nhất tề nhi, liên thịt cũng không ăn. Hà tiểu lệ có chút hối hận chưa cho này vài cái tiểu tử mua vài cái pháo trúc chơi một chút, xem bọn hắn này hưng phấn sức lực. Hôm nay 28, nấu đầu heo, ngày mai 29 xào đồ khô, hậu thiên liền muốn năm mới, năm mới trong lúc là không thể giết sinh. Nghe thanh âm là càng ngày càng gần chút, bọn nhỏ tiếng gào âm cũng đỉnh đại, hà kiến thiết chờ mấy hài tử đem một người vây vào giữa, lại kêu la chơi pháo, tỷ, tỷ, ngươi nhìn tỷ phu của ta, mua pháo cùng pháo trúc trở về. xa xa, Hà Kiến thiết liền ồn ào đi lên, giơ cái pháo trúc cấp Hà Tiểu Lệ nhìn. thật đúng là, một chút đồ vật đều có thể đem hắn tỷ cấp bán a. Hà Tiểu Lệ tức giận dùng khăn lau bắt tay lau sạch sẽ, đầu heo cũng sách đi ra, heo mặt một chén lớn, heo lỗ tai một cái, lưỡi hạch đào thịt những cái đó lưu trữ từ từ ăn cái này đầu heo ít nhất có thể ăn đến tháng giêng sơ thập phó âu không chỉ xách một trói pháo còn xách một con gà xem ra hắn cũng nghĩ chính là không biết phóng nhiều ít thiên giờ phút này hắn bị vây tại một đám hài tử trung gian đơn giản là trong tay của hắn lấy một trói pháo tại bản địa năm mới muốn phóng pháo chính là hà tiểu lệ không có mua nhưng phó âu mua bọn nhỏ xảo muốn đem pháo hủy đi một mỗi cái cầm phóng nhưng phó Âu rõ ràng là mua trở về năm mới phóng, năm mới ăn bữa cơm đoàn viên, nếu như không có một trói pháo phóng một phóng, ngày Tết cũng sẽ không vượng đứng lên. Mà còn này đó pháo, một mỗi cái mở ra chơi, vẫn là đỉnh nguy hiểm. Hà Kiến Thiết cùng Hà Vệ cách hai cái người, đem tỷ phu gọi vang vang, lộng đến phó Âu cũng ngại ngùng đứng lên, cấp vẫn là không cấp A, nhưng hắn cũng không có cách nào lại lộng một trói A, dư lại kia một quải, là muốn tháng giêng sơ nhị cấp hà tiểu lệ gia gia nải nải tảo mộ đưa đèn thời điểm dùng, liền càng không thể cấp bọn nhỏ chơi. Hà tiểu lệ đứng ở cửa, chống nạnh, gọi một tiếng. Hà kiến thiết, ngươi cho ta thành thật điểm. Hảo, hà kiến thiết xem ra cơ linh sức lực cũng không có, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, cúi đầu. Quá hoàng năm, phóng hoàng pháo không là có tán sao, đến lúc đó lại nhặt được chơi, những thứ này là muốn năm mới phóng, phó âu, mau đem pháo cho ta lấy đến. Hà Tiểu Lệ lại muốn khóa tại bên trong tủ. Qua năm, cậu đảng cũng tứ tuổi, cũng là bướng bỉnh khủng khiếp tuổi tác, lại muốn chơi pháo, lại sợ, trên cổ treo một cái màu trắng yếm đeo cổ, cắt gao đứng ở Hà Tiểu Lệ bên cạnh. Hà Đại Quân cùng Hà Tiểu Quân cũng không biết đi nơi nào, tháng giêng trong, bọn họ còn muốn đi một chuyến mổ mổ gia, cấp mổ mổ cùng Lý Quế Hoa chúc Tết, tuy rằng phụ mẫu ly hôn, nhưng dầu gì cũng là bọn họ thân mụ, muốn là Lý Quế Hoa nháo đến đơn vị đi nói bọn họ bất hiếu, cũng đủ bọn họ ăn một ấm. Nói lên Lý Quế Hoa nữ nhân này, cũng thật là tâm tàn nhẫn, ly hôn về sau liền rốt cuộc không quay về nhìn xem hài tử, cậu đảng cũng là thấy gió trường, thân mụ mới đi hơn một tháng, cái đầu đều thật cao. Phó Âu nhìn thấy Hà Tiểu Lệ giải vây cho hắn, liền biết thời biết thế, đem pháo cho nàng, thuận tay đem kia chỉ gà trống áp tại gùi dưới chỗ nào làm tới kê. Hà Tiểu Lệ ánh mắt lượng tinh tinh, dù sao năm mới, không có vết chỉ kê cũng không giống dạng, trước trong nhà dưỡng kê đều nhượng lý quế hoa cấp lộng đi rồi, thanh niên trí thức điểm tiểu kê nhóc con vừa mới có thể đẻ trứng, còn muốn lưu trữ sang năm mùa xuân ăn trứng gà ni, như thế nào bỏ được đánh tới ăn. Tìm lão hương mua a, à, ta còn có thể đoạt lão hương một châm một tuyến sao. Phó Âu cười cười, dù sao hắn tóm lại là có biện pháp, đơn giản là dùng nhiều một chút tiền mà. Kỳ thật tại gặp được Hà Tiểu Lệ trước hắn còn là một cái rất keo kiệt người, tuyệt không sẽ vì ăn uống chi dục, hoa loại này tiền tiêu uổng phí, nhưng ngày hôm qua nghe nàng thật đáng tiếc nói thanh niên trí thức điểm nơi đó đều đông kê ăn, thúc thúc gia không có kê, cho nên hắn liền mua đến mà. Tóm lại không thể bạc đãi nàng. Mà còn bọn nhỏ tưởng đồ pháo cùng pháo trúc, cũng mua một ít. Hà Tiểu Lệ biết ngày hôm qua tại Dư Mẫn trước mặt cằn nhằn một miệng không có thịt gà ăn, nhượng trong lòng hắn không thoải mái, hôm nay thế tất là muốn cho chính mình lộng một con gà trở về, nàng có chút cảm động. Tiếp qua vài thập niên, chỉ sợ có người đưa nàng một cái dưỡng kê tràn, mới có như vậy tràn đầy tồn tại cảm. Các ngươi cũng nghĩ sao, phóng tới khi nào? Tháng Duyên sơ thập đi làm, thì phải là 12 thiên ngày nghỉ, cái này ngày nghỉ còn rất dài, kỳ thật nơi khác công nhân, sớm hơn liền nghỉ, bọn họ có nhị chừng 10 ngày thăm người thân giả, thêm cùng một chỗ có một miệt còn nhiều vài ngày, thật là không cần rất nhân tính hóa. Kỳ thật hiện tại đơn vị đi làm, cũng không có vài thập niên sau kia loại chặt chẽ cảm, rất nhiều đơn vị thường, hài tử còn quá nhỏ, lại không có lão nhân mang, lại không có nhà trẻ sao làm, liền đem hài tử mang đơn vị bên trong, vòng cùng một chỗ phóng một khối chơi. Không sai, hảo hảo nghỉ ngơi một chút mấy ngày nay ngươi gì cũng đừng làm những mấy cái kia thối hầu tử làm cu li vất vả một năm thừa dịp mấy ngày nay thả lỏng một chút mà còn phó âu mấy ngày hôm trước còn làm ra một quyển sách muốn rút ra thời gian nhìn cũng không có gì có chuyện gì ngươi bảo ta chỉ cần là hà tiểu lệ hơi chút kỳ hảo phó âu liền sẽ lộ ra ngại ngùng một mặt đến phó âu ngươi lại đây phó âu cũng là nghe lời theo lời đi tới Hà Tiểu Lệ đem hắn kéo vào gian phòng, đến cái kia khóa đồ vật gian phòng, Phó Âu còn tưởng rằng Hà Tiểu Lệ muốn hắn giúp đỡ sách pháo ni, liền gọi nàng điếm mũi chân, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn một mổ. Hắn cũng không có uẩn xuất hương vị đến ni, cứ như vậy, không có. Hà Tiểu Lệ sớm che miệng đi ra, lưu trữ tại chỗ ngẩn người hắn đứng ở nơi đó. Lại chuẩn bị đi giữ chặt nàng khi, bên ngoài đám kia tiểu mau hầu tử xông vào. Cho ta một cái chơi chơi mà không hảo. Hà Tiểu Lệ nói. Nhanh lên đi ra ngoài. Hảo đi. Hà Kiến Thiết vẫn là sợ tỷ tỷ. Hà Tiểu Lệ chỉ cần giọng lớn một chút, hắn chỉ sợ khủng khiếp. Hậu Thiên chơi mà. Phó Âu. Hà Tiểu Lệ trảo một phen nấm hương, phóng Phó Âu túi bên trong. Cầm cấp dư mẫn, nàng nấu cơm hẳn là hiểu biết như thế nào làm, mặt khác, pháo thật sự không cần cho bọn hắn chơi, hậu thiên đùa nói, cũng phải nhìn điểm. Trước kia trong tivi mặt tổng sẽ có đưa tin, tiểu hài tử chơi pháo hoa pháo ném bắt tay cấp nổ tung, nàng còn đỉnh lo lắng. Hảo! Phó Âu nhìn một chút túi, cấp nấm hương thật đúng là không thiếu, khó trách dư mẫn nói nàng từ trước hào phóng, mới vừa rồi bị nàng hôn một cái, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó kia loại tô tô ma ma ngứa cảm giác, hắn đời này cũng sẽ không quên. Có thể hay không lại, giống như không được nàng sắp phát hỏa. Hảo đi hảo đi, đi đưa đồ đi. Chương 63 63 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày hôm sau, Hà Tiểu Lệ đem trong nhà làm khoai lang phiến lấy đến xào, bởi vì khoai lang loại nhiều, trong nhà đều tồn mấy trăm cân, này ngoạn ý thật là có thể vô hạn lượng cung ứng. Trước kia đội trong mất mùa thời điểm, vừa đến mùa đông chính là không dứt muốn ăn khoai lang, khoai lang này ngoạn ý ăn nhiều nóng ruột, bọn nhỏ cũng không yêu ăn. Cho nên có người liền làm thành khoai lang làm, xuất môn cũng có thể mang theo làm lương khô, dễ dàng sẽ không hư. Hà Tiểu Lệ tại làm khoai lang làm thời điểm, nấu chín cắt miếng về sau, còn quân quân vung một tầng đường đỏ, như vậy khoai lang làm hương vị thiên ngọc một chút, bọn nhỏ cũng thích ăn, nàng làm có thập đến cân, mấy ngày nay giữa trưa đói, liền cho bọn hắn ăn, tỉnh lương thực, buổi chiều ăn cơm, cũng không đến mức đói bụng đến phải cùng lan dường như Một bắt đầu, mấy hài tử ăn đến loại này khoai lang làm Đều ồn ào ăn quá ngon Vì sao trước kia sẽ không có phát hiện khoai lang làm ăn ngon như vậy Kỳ thật đều là đường đỏ công hiệu Về sau khoai lang trải qua thay đổi Muốn thiên ngọt một chút Làm thành khoai lang làm thật là pha được hoa ngên đồ ăn vặt Mà không phải giống như bây giờ bất đắc dĩ no bụng đồ vật Đến nỗi khoai lang phiến Chính là đem khoai lang chân thục phá đi phơi nắng làm, thừa dịp nóng hổi cũng bỏ thêm một ít đường đỏ cùng chi ma đi vào, đường đỏ trong nhà nhiều đến là, vài cái nam hoa tử, cũng không cần mỗi ngày uống nước đường đỏ, chi ma cũng là nhà mình loại, được cũng không nhiều lắm, liền một phen, xào hương về sau, cũng để tại khoai lang nê bên trong. Cứ như vậy làm ra, bọn nhỏ không thích ăn cũng mới quái. Này đó công tác đều là trước tiên thật lâu liền làm hảo, chỉ chờ phơi nắng làm về sau, liền xào đi ra, thơm ngào ngạt khoai lang phiến cứ như vậy sinh ra. Họa cái trọng điểm, cái này nấu cơm mấu chốt nhất chính là không uổng du a, à, vì tìm ra có thể tỉnh du, lại chuyện tốt đồ ăn vặt, Hà Tiểu Lệ xem như hao hết tâm tư. Tỷ, thật sự thái thái ăn quá ngon. Vẫn là nóng hổi ni, cũng không giòn, này ngoạn ý muốn lạnh rớt về sau mới có thể thúy sinh sinh ăn ngon, nhưng hà vệ cách đã sớm nhịn không được, nóng nóng cứ như vậy nhét vào miệng ta cũng muốn ta cũng muốn. Ông ào thanh âm lớn nhất nhất định là Hà Kiến Thiết không sai. Khoai lang làm việc nhà trong thật sự không cần rất nhiều, thích ăn liền ăn bái, Hà Tiểu Lệ cũng trảo một phen cấp Hà Kiến Thiết. Cửa còn đứng một hài tử, cách bách lưu thải gia Tiểu Mễ Nhi, hắn thường xuyên cùng Hà Kiến Thiết cùng Hà vệ cách cùng nhau chơi, thường thường bị hai người bọn họ khi dễ, còn có chút sợ người lạ. Hà Tiểu Lệ Mau đem quần áo bước lên đến. Tiểu Mễ Nhi theo lời hai tay trảo mặc áo, làm thành một cái đại đại yếm, nàng trảo đại đại một phen cấp Tiểu Mễ Nhi. Túi trụ, Tiểu Mễ Nhi nhìn Hà Tiểu Lệ một mắt nói một tiếng cám ơn, chạy vội chạy đi về nhà. Dù sao khoai lang trong nhà còn nhiều là, hài tử thích ăn, lần sau lại làm một ít là được, đối với trong nhà không khang hiếm tài nguyên, nàng có vẻ liền không là như vậy keo kiệt. Tiếp lại gọi phó Âu cấp thanh niên trí thức điểm bên kia đưa đi qua một ít, đến nỗi đậu phộng, nàng nhìn cũng không nhiều lắm liền không cho các nàng đi dư lại dùng sạch sẽ tráng men chậu trang cái hảo có thể ăn một tuần đi trong nhà còn có một chút làm khoai lang phiến ăn xong rồi có thể tiếp tục xào xào hoàng khoai lang phiến nên là đậu phộng làm hoàng này đó cũng nên là mệt băng cơm chiều là hà tiểu quân làm hắn đi theo đại sư phụ học chút tay nghề hiện tại tố thái trình độ cũng không sai mấy hài tử cơm nước xong tẩy bát lại chơi trong chốc lát, liền đi gột rửa ngủ ngủ. Hà Tiểu Lệ cũng hiểu được mệt đến hoảng, vừa về tới thanh niên trí thức điểm, đều chưa kịp nói nói mấy câu, liền nặng nề đã ngủ. Mơ mơ màng màng có người cho nàng sát tay lau mặt, thoát giày tất, lại giúp nàng đem chân ngâm mình ở trong nước nóng mặt. Hà Tiểu Lệ bằng trực giác cảm giác đây là dư mẫn, chân vừa mới rơi xuống trong nước thời điểm, nóng đến nàng một cái run run, nàng thật sâu hút một hơi khí. Tuy rằng cũng không phải đi rồi cách xa vạn dặm trường chinh, nhưng trong khoảng thời gian này trạm nhiều, nàng đều quên mệt. Sinh hoạt là phong phú đến không thể lại phong phú, này đó đều nhượng nàng quên, không lâu này phút thân thể, còn vì lười nhát, mà không muốn đi đội sản xuất bắt đầu làm việc, còn vì đồ cái thoải mái, mới đi khảo lão sư ni. Rất cảm giác thoải mái, nhượng nàng nhịn không được hừ hừ lên, khi người tự hồ là sửng sốt, tay lại bất động. Hà Tiểu Lệ nâng nâng chân, tỏ ý nàng tiếp tục ấn a vì cái gì muốn đình sau đó kia người liền lại bắt đầu ấn đứng lên này dư mẫn cũng thật tốt quá đi một hồi đủ để mát xa qua đi hà tiểu lệ thật sự là cảm thấy thoải mái không thể lại thư thái nề hà mí mắt rất trầm thật sự là tỉnh không không phải hẳn là đứng lên biểu dương một chút dư mẫn người này hẳn là nhìn chính mình gần nhất cấp thanh niên trí thức điểm đưa không thiếu ăn cho nên tại hiến ân tình đi Hà Tiểu Lệ duỗi cái lười eo, lại lâm vào đến thật sâu thoải mái trung, tiếp tục ngủ say đi xuống. Lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau 8 giờ. Hà Tiểu Lệ phát rồi đã lâu ngốc, nghe được khi lơ lỏng tùng pháo tiếng vang, mới có một loại hôm nay năm mới cảm giác. Trận này ngủ thật sự là quá dài, nhưng nàng sinh ra một loại ảo giác, vừa mở mắt ra, như trước là chính mình toàn tiền mua cái kia tiểu tiểu độc thân nhà trọ, như trước vẫn là vội vội vàng vàng thẩm quyến, hoặc là nàng tại tương tây quê quán. Đáng tiếc đều không là, nơi này là 70 niên đại, là Tân Thái huyện, là Đại Hà Thôn, cùng Thẩm Quyến, cùng tương tây, không có một chút quan hệ. Cũng không biết mụ mụ thế nào, rốt cuộc hảo hay không. Có lẽ là nàng ngẩn người thời gian rất lâu, đều làm không rõ chính mình rốt cuộc là tại hiện thực sinh hoạt trung, vẫn là tại trong mộng. Dư mẫn ăn mặc nhất kiện màu đỏ sậm áo bông, vui sướng đi tới, trong tay đoan một chén đường đỏ trứng gà, nhét vào trong tay nàng. Nhanh lên, hôm nay năm mới, ta toàn đã lâu trứng gà, năm mới là nhất định muốn ăn đường đỏ trứng gà. Hà Tiểu Lệ đầu óc đều không tốt lắm, tự hồ đã lâu đều chưa từng tại thanh niên trí thức điểm ăn cơm, dư mẫn vì cái gì sẽ cho chính mình làm đường đỏ trứng gà. Nàng vừa mới tưởng mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện mình cổ họng khô khốc, hoa hoa. Bị cảm. Ngươi gần nhất đều vội chân không chạm đất, thanh niên trí thức điểm tiểu gà mái gần nhất đều bắt đầu đẻ trứng, dưỡng kê thời điểm có ngươi một phần, như vậy sinh trứng gà cũng có ngươi một phần. Dư Mẫn nhìn nàng bất động đạn, vươn tay dò xét nàng trên trán độ ấm, hít sâu một hơi. Hà Tiểu Lệ, ngươi đầu sao lại như vậy nóng a? À. Hà Tiểu Lệ nhớ tới đêm qua kia loại rất mỏi mệt cảm giác, khả năng cái kia thời điểm bắt đầu, nàng liền bị cảm, may mắn Dư Mẫn cho nàng phao cái nước ấm chân không phải lúc này phỏng chừng khởi đều khởi không đến đoạn thời gian trước dư mẫn cũng là phát sốt lộng hảo vài ngày mới hảo nhưng là mình sao lại như vậy xui xẻo a à? hôm nay là trừ tịch ngày mai là tết âm lịch quanh năm suốt tháng bên trong hạnh phúc nhất ngày sao lại như vậy không tranh khí liền bị cảm hà tiểu lệ muốn nói câu cái gì dư mẫn thúc giục nàng đem nước đường trứng gà cấp uống thời gian này người vẫn là cảm thấy cảm mạo là mệt đến bổ nhưng là dựa theo đời sau dưỡng sinh quan niệm cảm mạo trong lúc chính là muốn ăn thanh đạm một ít ăn trứng gà chính là trăm triệu không thể ta không ăn ngươi đi cho ta thịnh điểm cháo hoa lại đây hà tiểu lệ bắt tay trong đường đỏ trứng gà nhét vào dư mẫn trong tay ta thật sự là ăn không vô a à, dư mẫn ngươi giúp ta ăn ta biết ngươi cũng không có gì khẩu vị có thể hà tiểu lệ không ăn hảo bệnh cũng sẽ không hảo a à, nhanh chóng đem trứng gà ăn luôn đi nàng gần nhất khẩu vị mới hơi chút hảo một chút trưởng một chút thịt này một cảm mạo lại đến gầy trở về mỗi lần triệu a bà nhìn đến hà tiểu lệ đều thật đáng tiếc lắc đầu tiểu nha đầu công tác cũng không sai lớn lên cũng có thể chính là rất gầy rất gầy tại hiện ở thời đại này bị cho rằng là không có phúc khí biểu hiện ta ăn không vô a hà tiểu lệ ủy khuất nước mắt nhắm thẳng ngoại băng ngươi đừng nói chuyện nhượng ta nhiều nằm trong chốc lát chương 64 64 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong miệng mặt khô khốc, đau khổ, uống non nửa bát cháo hoa về sau, Hà Tiểu Lệ lại nặng nề đã ngủ. Lại sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Phó Âu ngồi ở đầu giường, Hà Tiểu Lệ nhìn đến hắn về sau, và mồm cải láo sức mạnh lập tức liền thượng não, vĩ khuất ba ba gọi một tiếng. Phó Âu, Phó Âu vương tay dò xét nàng tráng độ ấm, hít một tiếng là ta sơ sót, ngươi gần nhất như vậy vội trong vội ngoài, ta đều quên ngươi là cái yếu ớt tiểu cô nương, như vậy vội, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Mấu chốt là, Hà Tiểu Lệ trước kia cũng không phải yếu ớt tiểu cô nương nha. Quá trong chốc lát lưu ân từ cũng trở lại, nhìn thấy Hà Tiểu Lệ hồng nhất trương mặt, cũng không nói gì, thần thần bí bí lại đi ra ngoài. Hà Tiểu Lệ nhớ tới Hà Gia đám kia hài tử đến, hỏi. Hà kiến thiết bọn họ làm như thế nào a? À? Phó Âu thấy nàng bệnh thành như vậy còn muốn hỏi người khác, liền có chút không cao hứng. Bọn họ có thể như thế nào a? À? Như vậy đại một mỗi cái tiểu tử, tự nhiên có thể làm đến một nguồn ăn. Ngươi không cho nói chuyện, hảo hảo nằm. Hắn sờ soạn một chút Hà Tiểu lệ cái trán, nàng ra đầy mồ hôi, trên tay cũng rất lạnh, nghe nói bị cảm người, tay chân muốn ấm áp đứng lên mới khá khoái. Phó Âu đứng dậy lấy ra một cái dao túi trường nóng đến tìm cái khăn mặt bao một vòng sau đó phóng tới hà tiểu lệ ổ chăn bên trong kỳ thật vừa rồi hà tiểu lệ liền tưởng nói mình có chút lạnh nhưng sợ hắn cảm thấy chính mình già mồm cải láo cũng không dám nói nhưng không nghĩ tới phó âu sẽ làm ra như vậy ấm hành động đến hắn đem hà tiểu lệ tay cầm tới tay trong ha một hơi dùng sức dúng dúng trước kia mụ mụ ta bị cảm sẽ như vậy tay chân lạnh lẽo liền tổng là hảo không ngươi cái này tay chân, dù sao cũng phải muốn ấm áp đứng lên, nếu không đốt liền lui không đi xuống. Không có việc gì, phát sốt tổng là phải có cái chu kỳ, muốn hoàn toàn phát ra đến mới hảo. Cái này là sao lại tổng là đề xướng quan điểm, không cần vừa mới bắt đầu phát sốt liền uống thuốc. Chính là miệng không có hương vị, còn tổng muốn đi ngủ, đại khái là tưởng nghỉ ngơi một chút. Khi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, tưởng ngủ là ngủ, buổi tối phao cái nước ấm chân, Hảo hảo phao một chút, ta sẽ giúp ngươi ấn một ấn. Sớm vài ngày nhìn ngươi như vậy mệt, chỉ biết khẳng định sẽ bị bệnh. Cũng là ta sơ ý không có nói tỉnh ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Nguyên lai like, ngày hôm qua cho nàng rửa chân người cư nhiên là phó Âu, nhìn đoán không ra a. À. Hà Tiểu Lệ trong lòng dũng mãnh tiến ra nồng đậm ấm ý đến. Quả thật người cùng máy móc nhất dạng, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Hà Tiểu Lệ từ khi xuyên qua đến nơi đây về sau sẽ không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một ngày, này không, liền ngã bệnh bái. Vừa rồi câu nói kia, Phó Âu là kéo dài mặt giảng, nhìn Hà Tiểu Lệ ủy ủy khuất khuất nhíu mày, trong lòng mềm nhũng, ôm nhu nói. Người muốn ăn cơm, muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ, thế thái trăm vị, tổng là muốn thể nghiệm, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, cảm mạo mà. Nếu có cái gì muốn ăn, theo ta giảng, nếu như không có khẩu vị cũng không có quan hệ, lại suy nghĩ nói bất định liền có. Hắn giọng nói rất thô, tận lực phóng nhu thanh âm hống người, còn thật thú vị. Cho nên Hà Tiểu Lệ lập tức liền cười ra tiếng đến, vươn tay đi níu hắn mũi, cười nói: "Ta nghĩ ăn quả cam, ngươi có thể làm ra sao?" Nàng hiện tại chính là cảm thấy quả cam hương vị hương hương, lộng một chút lại đây cho dù là nghe nghe, nàng khẩu vị nói bất định lập tức liền hảo đi lên nhưng là cái chỗ này giống như cũng không nhân chủng cây ăn quả mặc dù là có trong nhà hài tử nhiều nào có bán ni quả cam chính là dương lịch tháng 10 trung tuần mà bắt đầu thu quả nha quả nhiên phó âu nhíu mày vẻ mặt không hảo lộng bộ dáng hà tiểu lệ có chút điểm thất vọng bất quá cái chỗ này không có hoa quả điếm hắn chỗ nào có thể làm ra a à, đây không phải là đùa giỡn hay sao tính quyết định vẫn là không cần khó xử hắn kỳ thật không có cũng không quan hệ, chờ hạ giúp ta phao một chút mạch nhũ tinh uống uống đi, còn có, ngươi nhiều bồi bồi ta, nói bất định ta cũng hảo khoái. Kỳ thật nàng cũng không như vậy muốn ăn quả cam, mà còn hôm nay một cái năm mới. Phó Âu đứng lên, chờ hạ tái trở về cùng ngươi, ta biết chỗ nào có thể lộng đến quả cam. Hắn thật sự chính là cọ một chút chạy đi ra ngoài, thiếu chút nữa đem ôm hai cái quả bưởi tiếng môn dư mẫn thấp đụng phải. Dư mẫn sờ sờ đầu, vừa rồi vừa lúc đụng vào phó Âu, thiếu chút nữa chưa cho nàng khái say, phó Âu quả thật hồn nhiên không thèm để ý, nhìn chầm chầm trong tay nàng quả bưởi nhìn, nàng không vui lòng. Nhìn cái gì vậy, trên núi người cấp, ta lấy cho các ngươi gia hà tiểu lệ ăn. Nàng chính là như vậy, ỷ vào da mặt dày, miệng cũng sẽ nói, đầu óc sống, ở nơi nào đều có thể hỗn khai, vừa rồi cũng là nhìn hà tiểu lệ không đói bụng, uống một chén cháo đều uống không hạ, nàng chạy đến trên núi đi tìm người muốn tới phó âu theo bản năng nhìn dư mẫn một mắt giống nhau có sản quả bưởi địa phương cũng sẽ có quả cam hắn nhớ rõ không sai phía sau núi mặt trên có một chút nông hộ là tại trên núi loại quả cam hảo ngươi chiếu cố một chút hà tiểu lệ ta đi đi tới hồi nói xong lời này cũng không quay đầu lại liền đi rồi bây giờ là năm mới tốt nhất chính là lấy đồ vật cùng người đổi nếu không cấp tiền người khác giống nhau cũng không chịu muốn. Phó Âu trực tiếp đi Hà Gia, tại trữ vật quỷ bên trong lấy mấy khỏa đại bạch thỏ, lại lấy một ít xào khoai lang phiến, trực tiếp bôn phía sau núi mà đi. Hà Gia đám kia tiểu tử nghe nói tỷ tỷ mệt ngã bệnh, mỗi cái đều phải cầu quá tới chiếu cố tỷ tỷ. Phó Âu còn cấp Hà Đại Quân công đạo thật lâu, Hà Tiểu Lệ mơ mơ màng màng muốn đi ngủ, làm cho bọn họ vài cái ngàn vạn đừng đi quấy rầy nàng, cứ như vậy, hà gia vài cái tiểu tử mới sống yên ổn một ít dư mẫn lột một cái quả bưởi mở ra đến một chút đút cho hà tiểu lệ ăn nhưng nàng cảm thấy cái này quả bưởi cũng quá làm vẫn là muốn ăn quả cam ta cũng không nghĩ tới ngươi muốn ăn quả cam nếu không ta đi lại tìm người lộng điểm đi không cần ngươi nghỉ ngơi một chút đi lúc ẩn lúc hiện ta quán mắt hà tiểu lệ hữu khí vô lực nhưng lại không nghĩ phiền toái dư mẫn vừa rồi phó Âu đi ra ngoài hẳn là đi tìm quả cam đi. Hảo đi. Dư mẫn rõ ràng chính mình ăn đứng lên, nàng cũng coi như có thể dày vò, trước kia còn không có bắt đầu mùa đông thời điểm liền biên hảo mấy chục sông dày rơm, chuẩn bị sang năm đến tứ tháng năm phần, liền đi trong thôn tìm người đổi trứng gà hoặc là mặt khác hữu dụng đồ vật đi, có thể đổi thành tiền cũng được. Đến mùa đông, chuyện này còn không có bận biểu xong, vẫn còn tiếp tục làm, cũng là năm mới này thiên nàng mới nghỉ ngơi một chút, Hà Tiểu Lệ cũng đã lâu không có quan tâm nàng tư nhân sinh hoạt, cùng nàng hàng huyên trong chốc lát, mới phát hiện nàng cũng là rất có ý tưởng rất có kinh thương đầu óc người. Bên này nóng thời tiết nhiều, giày rơm phí tổn lại thấp, hơn nữa biên giày rơm lại không cần giống nạp đế giày như vậy phí ánh mắt, cho nên nàng phàm là không có việc gì, liền ở nhà biên, mà còn trước kia biên những cái đó, đã sớm chuyển đi ra ngoài, một đôi giày rơm một mau tiền, hoặc là hai cái trứng gà, nàng đã tiểu tồn mấy đồng tiền tiền riêng. Qua, wow, kia ngươi thật đúng là không sai. Hà tiểu lệ từ trong đáy lòng tán thưởng một tiếng, đổi nàng sẽ không có cái này đầu óc, cũng không có như vậy da mặt dày tử, cho nên nàng là thật tâm bội phục dư mẫn. Kỳ thật năm cái thanh niên trí thức bên trong, trong nhà điều kiện kém cỏi nhất chính là dư mẫn, nhưng nàng cũng không giống lưu ân từ như vậy khổ đại cừu thâm, ngược lại dựa vào chính mình nỗ lực muốn thoát khỏi vận mệnh của mình. Có lẽ chờ đến về sau kinh tế có thể tự do điểm, ngươi có thể làm điểm tiểu sinh ý. Hà tiểu lệ cổ vũ nàng. Ôi, ngươi thanh âm tiểu một chút, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt nha. Dư mẫn khẩn trương nhìn chầm chầm bên ngoài nhìn, kỳ thật giống nàng như vậy trong lén lúc đổi đồ vật cũng hoàn hảo, nhưng là đề cập đến tiền tài nhưng chỉ có đầu cơ trục lợi, nàng cũng là lén lúc làm. Không quan hệ. Hà Tiểu Lệ miễn cưỡng cười cười, cùng dư mẫn hàng huyên trong chốc lát thiên, nàng thế nhưng liền tinh thần một ít. Ta sẽ không ra bên ngoài nói, ngươi yên tâm hảo. Dư mẫn nghe thấy nàng như vậy vừa nói, trong lòng liền yên vui một ít. Ta cũng là không có biện pháp, ta nãy nãy còn muốn dựa vào ta ni, cho nên, Hà Tiểu Lệ nghe nàng nói qua nãy nãy sự tình, như vậy tiểu một tiểu nha đầu, cũng là không dễ dàng, dưỡng thành như vậy không mặt mũi không da tính tình không có quan hệ hà tiểu lệ lôi kéo nàng tay trấn an nàng ta cảm thấy ngươi như vậy rất hảo thời đại tại biến ngươi nhìn trước kia thị trường kinh tế là tự do ta tin tưởng này một ngày tại tương lai cũng sẽ thực hiện đến lúc đó ngươi có thể thực hiện lý tưởng của ngươi nhiều kiếm chút tiền dưỡng ngươi nải nải nhượng nàng hưởng phúc hảo hay không nghe đến mấy cái này nói dư mẫn cũng là thật cao hứng nàng hy vọng thật sự có thời đại này đã đến mà còn cùng Hà Tiểu Lệ nói nàng kế hoạch, nàng tự nhiên biết này đó cũng không thể gạt được người, nàng kia mấy chục xong giày rơm vẫn là Hà Tiểu Lệ giúp nàng thu ni. Đại Hà thôn bên này thời tiết ướt ác, vào tháng tư về sau, đại đa số người vì bớt tiền mà bắt đầu xuyên giày rơm, giày rơm tiện nghi a, à, một đôi mới muốn một mau tiền, giải phóng giày chất lượng là hảo không sai, nhưng là quý, một đôi muốn hảo mấy đồng tiền, mấu chốt là phổ thông nông dân chỗ nào có phiếu có thể mua được đến ni cho nên giày rơm là đại bộ phận nông dân lựa chọn. Nhưng hai năm nay, sẽ biên loại này giày người cũng không nhiều lắm, dư mẫn tính toán một năm chẳng sợ có thể chuyển đi ra ngoài một hai trăm sông, nàng ngày đều sẽ hảo quá chút. Hai trăm sông, nhiều nhất cũng chính là hai mươi đồng tiền, đây đối với một cái công nhân đến nói, chính là đại nửa tháng tiền lương mà thôi, nhưng đối với dư mẫn như vậy một cái không có công tác người đến nói, hai mươi đồng tiền, cũng là nhất bút xa xỉ thu vào. 20 đồng tiền a, à, một cái cô nương muốn chỉnh chỉnh vội thượng một năm, buổi tối nàng không quản là tại cùng người nói chuyện vẫn là làm gì, đều là trong biên chế giày rơm. Mỗi ngày trễ nhất đi ngủ cũng là nàng, rơm rạ bẩn a, à, nhất thiết phải biên hoàng tài năng tắm rửa. Tính hoàng này bút trướng, Hà tiểu lệ triệt để cảm thấy chính mình muốn triệt để xa ta. Ngẫm lại, khó trách dư mẫn sẽ cảm thấy chính mình là phúc qua qua bên trong đi ra, này một cảm mạo còn có người đi cho nàng tìm quả cam, dư mẫn này đó người, muốn là bị cảm, không bắt đầu làm việc, nhân gia đều sẽ cảm thấy ngươi già mồm cải láo. Mà còn này cảm mạo thời gian vẫn là Tết âm lịch trong lúc, khởi sao là nghỉ, không cần bắt đầu làm việc, muốn là ngày mùa trong lúc, chẳng sợ ngươi bò không nổi nha, cũng muốn dãy dụa đi mà trong. Thậm chí còn có chút mới vừa sinh hoàng hài tử còn không có trăng tròn sản phụ, vì song thương, súng, tránh công điểm, đều là muốn đi ra làm việc khó trách người đều không nguyện ý đoạn thời gian kia sinh hài tử vì sao mệt a à. phía sau núi trụ là nguyên lai nhà vườn này đó người vốn là cũng về đội sản xuất quản nhưng là hy lơ lỏng tùng trụ mấy hộ một hộ cơ hồ chiếm cứ một cái đỉnh núi muốn tưởng nhượng này đó người đi theo đội trong cùng nhau làm công cũng khả năng không lớn hơn nữa trên núi cũng vô pháp gieo trồng lúa nước này đó thu hoạch bởi vậy trên núi giống nhau đều loại cây ăn quả đến loại cây cải dầu mùa, tại vì như một ít mà trong gieo trồng một ít cây cải dầu. Này đó đội trong trên cơ bản cũng là không quản, đương nhiên cũng không cho bọn hắn phân lương thực, này đó người dựa vào một năm loại này đó cây cải dầu đánh ra dầu hạt cải đến, cùng trái cây cùng nhau, tìm dưới chân núi người đổi lương thực ăn. Bởi vì trước kia thường xuyên cùng vương hữu chí đi trên núi Bắc Thỏ, Phó Âu nhận thức nơi này hộ gia đình, tìm mấy nhà về sau, rốt cục tìm được một gia có thể cùng hắn đổi quả cam. Chờ hắn trở về thời điểm, trên người bối thập mấy cân quả cam. Phó Âu, Hà Tiểu Lệ mới vừa tỉnh, nhìn thấy Phó Âu ở bên cạnh gọt quả cam, quả vị bốn phía, nàng nghe đã cảm thấy rất thư thái. Cũng không biết hắn đi bao lâu, tại ngửi được quả cam trước, Hà Tiểu Lệ vẫn là không có gì khẩu vị. "Đừng nói chuyện, muốn ăn không?" Hắn quả cam một mảnh cánh dùng chén đĩa trang đứng lên, qua nghe hương vị đã cảm thấy rất thư thái. "Ta nghĩ ăn." nghỉ ngơi một buổi sáng, vẫn là không có gì khí lực, Hà Tiểu Lệ miễn cưỡng ngồi dậy. Phó Âu lại là rất kiên nhẫn một mảnh cánh giúp nàng uy đến miệng. Một cái quả cam ăn xong, Hà Tiểu Lệ cuối cùng là tinh thần điểm. Bị cảm cũng muốn ăn cái gì, không ăn cái gì như thế nào có thể đi. Phó Âu ở một bên nói, lại đưa tay sờ sờ Hà Tiểu Lệ cái trán, cảm giác đốt lui rất một ít, sau đó, lại duỗi tay đến chăn bên trong sờ sờ nàng tay, cái này tốt hơn nhiều tay cũng ấm áp đi lên. Lại nói quả cam vi chấm ta chấm MINC tương đối nhiều, có thể tăng cường sức chống cự, này một gói to quả cam chính là ta đi cho ngươi đổi đi, không cho cho người khác, toàn bộ nhất thiết phải ngươi chính mình ăn xong. Rất khó được cường thế một chút, Hà Tiểu Lệ cư nhiên cảm thấy rất hưởng thụ, chẳng lẽ chính mình là thụ ngược thể chất. Nga, ta biết, ngươi sao làm ra. Hà Tiểu Lệ liền tò mò, năm mới, hắn thượng chỗ nào làm tới quả cam a à, chẳng lẽ hắn là tăng mạnh bản sĩ nha a mộng a ngươi ăn thì tốt rồi về sau muốn muốn ăn cái gì liền theo ta giảng thỉnh nói cho ta biết như vậy hảo đãi ngộ có phải hay không bệnh nhân chuyên thuộc hà tiểu lệ tỏ vẻ chính mình còn có chút lòng tham không yêu cầu của ngươi bất luận cái gì thời điểm đều có thể thỏa mãn bên ngoài cũng dần dần náo nhiệt đứng lên đương thời dân quê nhiều quá niên quá tiếc tổng là muốn phóng pháo náo nhiệt một chút cảm giác đến ngày tết không khí hà tiểu lệ cũng tinh thần đứng lên ăn mặc vải nỉ áo bành tô đi ra ngoài cùng người chơi trong chốc lát đến buổi chiều năm giờ tả hữu hà kiến thiết lại đây gọi hà tiểu lệ đi qua ăn cơm nói tốt rồi ăn cơm trước muốn phóng pháo phóng hoàng pháo bọn nhỏ vui vẻ kêu to hà tiểu lệ cũng tinh thần rất nhiều đồ ăn là hà đại quân hà tiểu quân hai huynh đệ làm tràn đầy một cái bàn đồ ăn, cá, kê, xào heo lưỡi, giấm cây cải củ, kim chi cải thảo, thịt than. Hà Trực bưng lên một ly rượu đế đến. Chúc đại gia sang năm càng hảo. Dưới bọn nhỏ bưng một chén bạch thủy. Chúc ba ba thúc thúc, năm sau cũng càng hảo. Đây là Hà Tiểu Lệ đi vào thế giới này quá cái thứ nhất năm, vừa mới bắt đầu thương cảm, cuối cùng, cảm thấy cũng không sai, liền là phi thường tưởng niệm gia nhân gia nhân, rốt cuộc ở nơi nào? Chương 65 65 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hà tiểu lệ bệnh này tới khoái, đi cũng nhanh, đến tháng giêng sơ nhị này thiên, đốt liền lui. Trong nhà xem như chính thức nghỉ ngơi xuống dưới, bọn nhỏ cũng không cần làm bài tập, cả ngày đông chạy tây chạy, nhặt địa thượng không phóng hoàng pháo nổ đến chơi. Hà Kiến Thiết cùng Hà Vệ cách hai cái cầm tỷ tỷ làm xào khoai lang phiến cấp người ăn, mỗi ngày đều có đại nhân, tại hài tử lôi lôi kéo kéo hạ lại đây thỉnh giáo Hà Tiểu Lệ làm như thế nào cái này khoai lang phiến. Bệnh mới hảo, lại bị một đám đại mụ mỗi ngày đuổi theo hỏi, Hà Tiểu Lệ cũng không thoải mái, những cái đó đại nhân nghe nói cấp hài tử làm khoai lang phiến bên trong bỏ thêm đường đỏ cùng chi ma, sôi nổi tỏ vẻ rất xa xỉ. Trong nhà liền phân thập đến cân đường đỏ là muốn ăn đến sang năm thời gian này, cũng liền hà tiểu lệ cái này bại gia ngoạn ý, sẽ cho hài tử ăn đồ ăn vặt nhi bên trong thêm đường đỏ. Nghe xong đều từng người tán tán. Hà tiểu lệ hảo tâm một khang nhiệt huyết, cũng gọi người trở thành tư bản chủ nghĩa tiểu tỷ tỷ, nàng cũng hiểu được người nơi này đều đỉnh không lời gì để nói, cấp hài tử làm ăn mà, phí cái hai lượng đường đỏ có gì, này đó người không biết đạo sao tưởng. Đúng là niên đại bất đồng sai biệt, lúc ấy trong nhà hài tử nhiều nhà ai hài tử quý giá nhất sinh hoàng liền hướng nơi đó đặt lão đại mang lão nhị lão nhị mang lão tam trừ phi đương mụ không có sữa nếu không đường đỏ nào có bọn nhỏ ăn phần sẽ ăn người nghèo hảo đi hà tiểu lệ không nghĩ như vậy trong nhà hài tử mặc dù nhiều nhưng nàng còn là sẽ không khu mấy hài tử kia miệng về điểm này năm mới tiết nguyên tiêu liền muốn chính thức bận với việc đồng án tháng giêng đế bắt đầu bồi miêu đến hai tháng bắt đầu cấp ruộng thí nghiệm cấy mạ, Phó Âu cùng Vương Hữu Chí hai cái dùng tiểu sách vỡ ghi lại xuống dưới kê sinh trưởng chu kỳ, thẳng đến tháng 5 phần, kê mãn tuệ thời điểm, đại gia trong lòng kia khối tảng đá lớn đầu, mới dần dần phóng xuống dưới. Nhưng còn có một nghi vấn, nếu lúa tuệ chính là không có này biểu làm như thế nào? Này điểm tại không lâu về sau chiếm được nghiệm chứng, lúa tuệ không phải là không, không chỉ không là không, sung túc dẫn so truyền thống lúa muốn cao rất nhiều. Bởi vì này phiến thực nghiệm điền, so đội trong kê muốn trước tiên một tuần thu gạch, thu gạch hiện trường, Hà Tiểu Lệ còn mời tới lão nông đương trường làm chứng kiến, đánh xong kê cũng tán thưởng về sau, lúc trước những cái đó đang có nghi ngờ thôn dân cũng đều không nói. Nghiêm khắc đo đặt này phiến điền lớn nhỏ là một mẫu sáu phần mà, được đi ra kê là 1037 cân, đổi xuống dưới, cũng chính là mẫu sản tại 320 kg tả hữu. Cái này mẫu sản lượng, là truyền thống mầm mống gấp ba nhiều. Này thật sự là nhượng người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vì cẩn thận khởi kiến, lại đem kê đánh thành gạo, xưng quá về sau cho ra hàm mễ lượng đại khái có 80%. Cũng chính là cùng truyền thống gieo trồng kỹ thuật so sánh với, kiểu mới lúa loại, quả thật chiếm ưu thế tuyệt đối. Nơi này lão nông đều loại cả đời mà, chưa từng thấy qua như vậy cao mẫu sản lượng mầm mống, sôi nổi tỏ vẻ không tin, nhưng không tin không được a. À này mảnh đất từ thu gặt đến đánh bể, đi bước một đều là ở bên người giám sát dưới làm. Hiện tại không phục đều không được. Nguyên lai những cái đó phản đối kiểu mới lúa loại người đều liễm thanh không nói. Muốn nói bỏ đá xuống giếng cũng không phải không có, đã có người nhân cơ hội nói. Ta sớm nói loại này kiểu mới lúa loại khả thi, báo chí thượng đều đăng còn có thể sai. Còn không phải hà trực lá gan quá nhỏ, không dám làm. Muốn ta nói sớm một chút bắt đầu loại chúng ta năm nay không là có thể đa phần thượng rất nhiều lương thực. Đây là tôn hữu tài lưu lại dư nghiệp. Tôn gia tại trong thôn hoành hành ngang ngược 8 năm, cũng không phải không có mượn sức người, vốn là đây là hà trực công lao, hiện tại nhất định phải nói thành hà trực nhát gan không dám làm, đây không phải là bịa đặt sao. Lại cứ người chính là như vậy thói hư tật xấu, phân minh lúc trước không một người dám nói xem trọng kiểu mới lúa loại, lúc này người người đều đương chính mình là có dự kiến trước người, khiển trách hà trực thanh âm lúc trầm lúc bỗng nếu không ta nói như thế nào hà trực người này ni còn thật sự bất kham trọng dụng trước kia liền nói hắn chỉ biết là buồn đầu đi phía trước hướng hoàn toàn không biết cứu vãn kết quả hảo ta nói đúng đi đám người bên trong không thiếu cái này thanh âm chính là lúa mùa mầm non đã bồi hảo hiện tại muốn đem lúa mùa thay đổi đã là không còn kịp rồi muốn thay đổi đến từ sang năm bắt đầu đây không phải là mù bận việc chậm trễ đại gia chỉnh chỉnh một năm sau này hà trực cũng thật sự là hạ du muốn đập tu trạm thủy điện hà trực còn nhận lời đại hà thôn cho phép dời tiến vào thập mấy hộ thập mấy hộ a chính là thượng trăm miệng ăn thẩu nhiều người như vậy há mồm liền muốn ăn cơm cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào năm trước vừa qua khỏi hảo một chút năm nay lại làm này yêu thiêu thân chúng ta cũng không muốn cái gì trạm thủy điện cái hảo có thể có chúng ta hảo sao? Không có. Nhân gia làm việc sẽ đến chúng ta thôn nhận người đi làm công sao? Sẽ không. Nhưng đập sẽ ảnh hưởng đến một thôn trang sinh tồn, người muốn bình dời, này đã có thể theo chúng ta có quan hệ. Vốn là lén lút tranh cường háo thắng một ít ngôn ngữ, nhượng hà tiểu lệ khí nha, hảo hảo một việc. Như thế nào nhượng này đó người nói thành như vậy? Quả thực là kinh người quá đáng a. À. Trạm Thủy Điện cái hảo đây chính là kế hoạch trăm năm, chẳng lẽ là này đó người tưởng đốt cây trẩu đèn quá cả đời sao? Hà trực chờ người, chi cho nên duy trì hạ du đập, một là bởi vì hình thức sở su, chính phủ ở trong này quy hoạch cái trạm thủy điện, người có thể nói không cái. Này không thành, đây là trở ngại xã hội chủ nghĩa phát triển xe lửa đi tới A. Đại Hà thôn cửa có một điều hai dặm lộ khoan hà, cho nên gọi sông lớn, này một điều đại đại hà, không biết từ nơi nào lưu đến, tẩm bổ này nhất đại dân chúng mấy trăm năm, hơn một ngàn năm. Hiện tại, lại muốn cái một tòa trạm thủy điện tạo phúc dân chúng, trạm thủy điện tạo hảo về sau, kế hoạch là cung cấp toàn bộ hồng tinh công xã, hồng kỳ công xã, bích thủy công xã tam đại công xã cùng với thị trấn dùng điện, nói cách khác, là cơ bản bao trùm tân thái huyện hơn phân nửa cư dân dùng đại học truyền hình công trình. Mà còn tại đập trong quá trình, chính phủ cũng không phải bạch bạch trưng dụng sức dân, hà trực kế hoạch hảo đập cũng không phải một sớm một chiều, đến lúc đó chính phủ trưng dụng một phần sức dân sẽ có công điểm, cũng sẽ có lương thực trợ cấp, khác một nhóm người vẫn là tiếp tục trồng trọt bản địa thổ địa, đoạt được lương thực không thể so nhân khẩu di dời tiến vào trước thiếu. Chờ tiếp qua vài năm, truyền thống trồng trọt hướng kiểu mới trồng trọt quá độ hoàng về sau, tự nhiên liền càng không lo lương thực. Nhưng cũng không phải không có hy sinh, một tòa trạm phát điện cái hảo, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến một số người sinh hoạt, này đó người muốn di chuyển đến tha hương đi, không chỉ là muốn bình dời, còn muốn tại di chuyển về sau, hưởng thụ càng hảo tốt đẹp đãi ngộ. Kỳ thật nhiều rốt cuộc, chính là lợi nhiều hơn hại, lợi đại, cơ hồ muốn xem nhẹ đến tệ đoan. Vốn là sự tình tốt, bởi vì nói đến chính phủ cấp cho này đó người cái phòng ở, bản địa cư dân tự nhiên liền không vui lòng, bằng gì, ta ở trong này trụ nhiều năm như vậy, chính phủ đều chưa nói cấp chúng ta cái phòng ở, nhưng gia dời đến hơn 100 hào người khẩu, chính là còn muốn chiếm chúng ta mà ni. Hà Trực còn không biết các thôn dân lén lút quán thầm, hắn chính nhạc A Ni. Thật tốt quá, lúa tuệ sung túc, hạt gạo cũng so trước kia lúa chim càng hảo. Hà Tiểu Lệ, khoái lấy đến thanh niên trí thức điểm đi nấu một nồi cơm, nhìn xem này mễ sao dạng. Hà Trực nói, lúa chim mễ, ở phía sau đến đều không quá sẽ tiến vào thị trường buôn bán, bởi vì khẩu cảm rất kém cỏi, ăn đứng lên giống cơm sống nhất dạng, cho nên thường thường chỉ làm dự phòng lương, nhưng thời gian này không giống, gạo trắng tổng so khoai lang hảo, tổng so hạt ngô hảo, cũng so khoai tây càng hảo. Thanh niên trí thức điểm đã sớm nấu một nồi đến, dư mẫn bưng một đại bồn cơm, cho mỗi cái hương thân đều nếm thượng một ngụm, đại gia hỏa cũng đều ăn, khẩu cảm không thể so trước chủng loại kém. Nghe được thôn dân mỗi cái đều chật chật tán thưởng, vài cái thanh niên trí thức tâm xem như phóng vào bụng trong đi đến bây giờ mới thôi đại gia mới tin tưởng tân chủng loại lúa chim mễ thật sự so trước sản lượng muốn cao rất nhiều không chỉ như thế khẩu cảm thượng cũng so trước lúa chim mễ muốn hảo trừ bỏ một nhóm người bị phấn chấn bên ngoài càng có một nhóm người xuẩn xuẩn dục động hà trực tại một bên cùng vương hữu chí phó âu hai người giao lưu tân chủng loại lúa đủ loại thực kinh nghiệm một bên nghe một bên gật đầu nghe được một nửa nhìn đến đám người còn chưa tán đi cao giọng nói hảo đại gia hôm nay liền trước tán đi mấy ngày nay chuẩn bị chuẩn bị quá mấy ngày đội sản xuất muốn thu lương thực lại muốn loại lúa mùa hiểu được hảo vội gần nhất vài ngày có thể nghỉ ngơi một chút liền nghỉ ngơi một chút đó cũng là hà trực sách lược nếu đội trong không có đặc biệt chuyện khác là không cần cả ngày háo trên mặt đất trong kéo dài công việc nhưng chờ đến ngày mùa thời điểm không dám hoàn sống buổi tối đều phải bắt đầu làm việc, đại nhân không đủ, liên hài tử đều phải trưng dụng. Lại quá mấy ngày, liên trường học cũng muốn bắt đầu phóng mạch giả, đại nhân tự nhiên càng không được nhàn. Đại hà thôn trung một loại ẩn ẩn lực lượng, bắt đầu bao phủ tại thôn dân trung gian, chậm rãi tỏ khắp mở ra. Chương 66 66 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chuyện này, đến hà trực ngày kế đi làm trồng vội gặt vội động viên sẽ thời điểm mới chính thức bùng nổ. Kỳ thật cũng chính là một dúng người khởi đầu, sau đó những người khác bị mê hoặc, nghe tới hạ du muốn đập tạo trạm thủy điện, một nhóm người nói đây là dư thừa, sông lớn nhiều năm như vậy đều không ai dám tại mặt trên tu kiều, liền là bởi vì sông lớn là ta vùng này mẫu thân hà, động ai, cũng không có thể động mẫu thân của mình a. À. Nhưng kiến trạm phát điện chuyện như vậy, khởi là vài cái thôn dân nói một câu, có ý kiến, là có thể không làm. Sam tử khởi cái đầu, hắn là Trần Gia đại biểu, cũng chính là Lưu Thải Gia cái kia Trần Gia, Sam tử là đường huynh đệ vài cái lão đại, nói chuyện hơi có chút uy nghiêm. Hà Trực, đại gia công tuyển ngươi làm đại đội trưởng, là nhìn tại ngươi người này thực thành phần thượng, chúng ta trước bị tôn hữu tài hố thảm, mắt thấy mới quá thượng một năm ngày lành, ngươi cũng không thể lại tiếp tục hố đại gia này Sam Tử trước kia cùng tôn hữu tài đệ đệ tôn thành tài quan hệ rất hảo, lúc ấy còn phải không thiếu ăn ngon, hiện tại nói lên cùng tôn gia viết khai quan hệ nói đến, có phải hay không có chút vãn a? À. Hà trực biết Sam Tử là này hỏa người bên trong đầu, phía dưới còn có người kêu gào lúc trước Hà trực tuyển thượng đại đội trưởng không đủ công chính, muốn từ toàn thôn lần nữa công tuyển, này mặt khác cộng tuyển chính là muốn đề cử Sam Tử đi ra hắn tại đại hà thôn cũng là rất có danh vọng sam tử nếu như vậy khởi cái đầu tự nhiên là nắm chính xác có người sẽ hát đệm quả nhiên hắn mở cái đầu đã có người lên tiếng trả lời đứng lên nói là ta ngày quá hảo hảo trúc cái gì bá kiến cái gì trạm thủy điện đây đều là cái gì yêu thiêu thân qua nhiều năm như vậy chúng ta đều dùng cây trẩu đèn điểm ngọn nến nghe nói điện phí cũng quý đến rất chúng ta nông dân cũng dùng không nổi a à đừng nói là xa, mua đèn phao đều phải phiếu, không phải coi như là thông điện, trong nhà không có đèn điện, không có tivi, không có radio, mở điện ý nghĩa ở nơi nào. Hảo gia hỏa, có thể nói ra mở điện ý nghĩa. Tiếp tục đã có người ồn ào. Nghe nói chính phủ cấp chúng ta kéo dây điện kéo đến gia, chẳng lẽ là về sau còn sẽ cho chúng ta phát tivi, nghe nói kia chơi nghệ nhi một cái hộp nhỏ bên trong, thiệt nhiều tiểu nhân sẽ ca hát khiêu vũ sướng tùng, muốn là chính phủ không cần chúng ta điện phí, còn miễn phí xứng thượng hộp nhỏ. Không không, TV, chúng ta cũng không ý kiến, đúng hay không? Đây là cố tình gây sự, còn chưa nghe nói qua nào quốc cấp kéo dây điện còn quản đưa TV. Hà trực là cái thực làm phái, muốn đối phó như vậy một đám người, chỉ có thể nhíu mày, có chút cố hết sức. Hắn nếu không là miệng rất ngốc, cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều bị Lý Quế Hoa áp chế rất tử. Mỗi hồi tưởng xoay người nhúc nhích một chút, liền sẽ bị Lý Quế Hoa ấn đến chết khẩn không thể cử động. Hắn vừa muốn nói gì, phía dưới liền ồn ào mở, nói gì, đơn giản là đối ngoại đến hộ Dời nhập có ý kiến bái. Kỳ thật đội cũng có đèn điện, lúc ấy đội trong tiếp đại loa thời điểm cũng là thông điện, nhưng vô pháp cung ứng toàn thôn người dùng điện, cho nên liền tiếp như vậy một cái đèn điện. Mặc dù là lúc ấy Tôn Hữu Tài đắc thế, cũng không dám nói đem dây điện kéo đến nhà hắn bởi vì này đồ vật thật sự là rất hiếm lạ rất hiếm lạ hà trực làm này đó đương nhiên nhất phương diện bách với áp lực còn có nhất phương diện là thật tâm muốn cho đại gia dùng tới điện a hắn kiến thức quá ti vi cơ tốt như vậy đồ vật cũng không trông cậy vào người người trong nhà đều có thể dùng thượng nhưng tối thiểu nhượng hài tử không cần điểm cây trẩu đèn đọc sách chính là hắn mộng tưởng các vị phía sau truyền đến thanh thúy thanh âm vừa nghe thanh âm này đại gia hỏa liền biết là ai. Các ngươi đều nói ta thúc thúc duy trì kiến đập lớn là vì hắn bản thân, lời này nói cũng thật nhượng người không thích. Hà Tiểu Lệ nói thẳng thiết nhập chủ đề. Không nói đến mở điện về sau sẽ cho đại gia sinh hoạt mang đến nhiều đại thay đổi, từng nhà đều có thể kéo dây điện, tiếp đèn điện, liền nói kiến tạo như vậy đại một cái công trình, thế tất sẽ yêu cầu đại lượng sức lao động, chính phủ lao động làm thuê lực, chính là sẽ tính công điểm nghe được sẽ tính công điểm này đó người mắt sáng rực lên điểm này hà tiểu lệ là nghe lý thư ký giảng rốt cuộc không dám bị chuyện nhưng hà trực như vậy anh nông dân muốn hắn mang theo đại gia cần lao làm giàu có thể cần phải hắn cùng một đám người cãi nhau hắn lại không được rõ ràng chính mình trong lòng rõ ràng đám người bên trong có chút đầu óc rõ ràng cũng nghe minh bạch hà tiểu lệ nói cái gì kỳ thật bọn họ trước lo lắng còn có một tông nhà nước có thể hay không miễn phí trưng dụng sức lao động, như vậy một đầu thượng đội trong không có lương thực phân, bởi vì làm là nhà nước sống, một đầu lại muốn đi xuất cu ly tu trạm phát điện, đó cũng là bọn họ có còn nghi vấn nguyên nhân, Hà Trực đương nhiên không biết này đó người nội tâm suy nghĩ, bắt không được tử huyệt thượng. Ngươi là nói, nhà nước tu trạm phát điện, cũng sẽ mời chúng ta làm việc. Trạm phát điện bên trong yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài, đương nhiên không thể tùy tiện nhận người hà tiểu lệ nói nhưng tu kiến trạm phát điện có thể là một cái đại công trình yêu cầu vài năm thời gian quốc gia khẳng định sẽ đầu tư đại lượng tiền vốn tại bên trong vài năm này thời gian quan yêu cầu lao động phổ thông nhân số đều không tại số ít hơn nữa nhà nước khẳng định là sẽ khai tiền lương các ngươi lo lắng ta minh bạch không tồn tại mà còn kiểu mới lúa loại các ngươi cũng nhìn thấy hôm nay ta cùng vương kế toán đi huyện trong cùng lý thư ký hội báo qua Lý thư ký Thuyết Minh Niên Hội cùng quốc gia thân thỉnh đại lượng kiểu mới lúa loại tại Đại Hà thôn làm làm thí điểm nơi làm thí điểm tranh thủ làm loại một ít kiểu mới lúa đi ra các ngươi sở lo lắng bởi vì có tân dời nhập di dân mà ăn không đủ no căn bản không tồn tại trong thôn gia tăng nhân khẩu lương thực tăng lên sản lượng giữ lại cho mình lương nhất định sẽ nhiều nói chuyện chính là phó Âu hắn hùng hậu giọng nói thành công khiến cho đại gia chú ý. Hôm nay hắn đại thanh sớm liền cùng vương hữu chí đi huyện trong làm hội báo. Lý thư ký nghe xong rất thưởng thức hai cái tuổi trẻ tiểu tử bốc đồng, ca ngợi một phen không nói. Còn phi lưu trữ bọn họ tại huyện ủy nhà ăn ăn cái cơm chiều, liêu đến 5 giờ đa tài thả bọn họ đi, vừa mới tiến thôn, liền nghe nói Hà Tiểu Lệ tới khai hội. Mọi người xem nhìn, có đèn điện, tu lộ, đại gia sinh hoạt mới có thể giàu có đứng lên A, thị trấn bên trong, còn có một chút tương đối phát đạt nông thôn, đều bắt đầu kéo dây điện còn có tu trạm phát điện tự nhiên cũng sẽ tu kiều tu hảo kiều về sau chúng ta đến thị trấn khoảng cách sẽ đại đại rút ngắn tu kiều phô lộ cũng không phải là tạo phúc hậu đại sự tình sao hà tiểu lệ nói kỳ thật tại trước mọi người đối với đèn điện cái này ngoạn ý vẫn là tồn tại nghi ngờ đại gia đời đời trong bóng đêm qua đêm cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn trước kia tu điện cao thế nghe nói còn điện tử quá người cho nên là kháng cự. Rốt cục, đám người trong có người hỏi. Người thành phố, thật sự đều kéo dây điện. Những cái đó người thành phố nghe nói rất sợ chết, bọn họ sẽ không sợ điện đánh chết bọn họ sao? Khi cũng không, lần trước ta đi ta trong thành chất tử gia nhìn đến, trong nhà trang đều là đèn điện, cũng không gặp ai điện chết. Trong đội ngũ mặt có người chen vào nói, là Lưu Thải Nam Nhân, trong nhà quả thật có cái chất tử tại huyện trong An Gia. Kỳ thật đại gia đối đèn điện cũng rất tò mò, cũng là như vậy một chút ánh sáng, chính là so cây trổ đèn sáng sủa nhiều ni, nhưng là nghe nói điện sẽ đánh chết người, bọn họ là tò mò vả lại lo lắng. Nguyên lai like là như vậy một chuyện, Hà Tiểu Lệ thở dài một hơi, nàng thật đúng là đánh giá thấp thôn dân sức tưởng tượng, trang đèn điện sẽ bị điện đánh chết, loại này giả thiết cũng không phải không có, nếu không liên quan đèn liền như vậy đi đổi đèn điện nói, quả thật có cái này phiêu lưu đại gia đối đèn điện không hiểu biết cái này quả thật không thể trách đại gia dù sao cái này đồ vật các ngươi không có tiếp xúc quá kỳ thật đèn điện cái này đồ vật rất đơn giản chỉ phải chú ý một chút không cần trực tiếp tiếp xúc là sẽ không bởi vì trong nhà có cái đèn điện liền điện tử nhân hoặc là dẫn phát hỏa hoạn đốt phòng ở hà tiểu lệ nói chỉ có thể dùng tối dễ hiểu đạo lý cùng bọn họ nói nếu không giảng rất nhiều cũng là không tốt đại gia ngẫm lại thành phố lớn bên trong từng nhà đều thông điện nếu đèn điện có thể điện tử nhân ai còn sẽ nhượng trong nhà trang cái này đồ vật ni tương phản cây trổ đèn rất nguy hiểm đại gia trụ phòng ở đều là một chất kết cấu không cẩn thận cây trẩu bát trên mặt đất dẫn nhiên tấm ván gỗ so điện càng thêm nguy hiểm đương nhiên điện cũng có nhất định nguy hiểm hệ số nhưng lại nói tiếp thời đại tại tiến bộ đại gia quan điểm cũng muốn tiến bộ mà nói xong lời này phía dưới lại náo nhiệt đi lên từ vừa mới bắt đầu kề tai nói nhỏ, biến thành lớn tiếng thảo luận đèn điện nhập hộ chuyện này. Hội nghị đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản ước nguyện ban đầu. Hà trực hắn giọng một cái. Hôm nay gọi đại gia lại đây, là vì nói hai chuyện, đệ nhất, quá hai ngày dược bắt đầu thu lúa, cấp đại gia làm một chút an bài, đến lúc đó các gia các hộ cũng không cần chính mình khai oa nấu cơm, ấn bắt đầu làm việc nhân số, đến đại đội lĩnh cơm lĩnh đồ ăn, đại đội thống nhất an bài. Dưới đài náo nhiệt đi lên. Ai có ý tứ, năm nay thống nhất an bài cơm sao? Hàng năm thượng hoàng công đều vội cái gần chết, nếu trong nhà hài tử quá nhỏ không thể chính mình làm cơm, liền phiền toái, nhưng đội trong thống nhất an bài nấu cơm, liền tốt hơn nhiều. Là, năm nay thống nhất nấu cơm, như vậy làm việc cũng có thể khoái một ít, đại gia trở lại gia không cần làm cơm, cũng bớt lo, đội trong có đại chảo sắt, có thể cùng nhau nấu xào rau nói ngay tại ta gia xào, ta gia hai cái bát tô cũng có thể luôn dùng. Đây là Hà Tiểu Lệ giáo hắn, dù sao ăn chung nồi cũng không trái với kỷ luật, mọi người cùng nhau nấu cơm, như vậy tiết kiệm rất nhiều người thời gian, cũng tương đối hữu hiệu suất. Loại này kỳ thật chính là công xưởng đại nhà ăn cách làm, muốn là người người đều về nhà nấu cơm, tự nhiên hiệu suất muốn thấp rất nhiều, nghe nói có cơm tập thể ăn, đại gia hỏa một đôi ánh mắt đều nhìn chầm chầm hà trực nhìn còn có một chút, dùng chính là nhà nước lương thực, này lương thực tư nhân cũng không xảy ra. Này cơm muốn làm sao chia, trong nhà còn có hài tử làm như thế nào? Dưới đài có người hỏi, mấy vấn đề này rất cụ thể, đại gia đều đỉnh quan tâm. Tráng lao động nhất đốn cơm phân lục hai cơm, nữ nhân cùng 12 tuổi hài tử phân tứ lưỡng cơm, đồ ăn nói thống nhất phân cấp một ít, đại gia hỏa nhà mình cũng có đồ ăn đi, này đó đội sản xuất sẽ không bao viên, cho nên nói năm nay trồng vội gặt vội qua đi không thêm vào tính công điểm. Trước kia trồng vội gặt vội thời kỳ công điểm đều là ấn xong bội tính toán, nhưng nếu đội trong cấp phân cơm, công điểm thế tất muốn giảm bớt một ít, như vậy đại gia không cần bận với việc vặt vảnh, nhanh lên đem lúa thu hoàng. Nếu không là trong nhà hài tử nhiều, này đó cũng đầy đủ đầy đủ. Điểm thứ hai, ta muốn cấp đại gia thuyết minh một chút, dọn lại đây những người đó cũng muốn chờ thu hoàng lúa mùa mới bắt đầu di dời, đến lúc đó chính bọn hắn thu hai mùa lúa, chính bình phân có lương thực, đến sang năm lúa chim thu kê trước, đều không cần cho bọn hắn phân lương thực nộp thuế. Đến sang năm, chúng ta lại có kiểu mới lúa loại, đại gia còn sợ không đủ phân sao. Đập công trình là từ năm nay mùa thu bắt đầu, đội trong từ cái kia thời điểm mà bắt đầu trưng dụng người, các ngươi làm xong lúa mùa mễ thu gặt, là có thể bắt đầu báo danh đi trạm phát điện làm lao động phổ thông. Bên kia cũng sẽ cho đại gia phân mễ phân lương, cho nên các ngươi lo lắng bởi vì nhân khẩu tăng nhiều, tạo thành đại gia khẩu lương không đủ phân, hoàn toàn là dư thừa. Nguyên lai là như vậy a, à, đại gia hỏa một nghe đến đó liền vui lòng. Dựa theo bên này khí hậu điều kiện, một năm là loại hai mùa lúa, đập phải chờ tới mùa khô tài năng khởi công, vừa vặn thu hoàng hai tập gạo, lại thu hoàng một quý cây cải dầu chờ đến cuối mùa thu qua đi mưa bắt đầu thiếu hà đảo bắt đầu khô héo thời điểm mới bắt đầu đập nếu đối đại gia không có ảnh hưởng quá lớn chúng ta cũng không dễ nói không ủng hộ nhà nước sự tình hôm nay là chúng ta không đối đại đội trưởng về sau có gì chúng ta tất cả nghe theo ngươi này hạng nhất công trình duy trì liên tục thời gian rất trường kế hoạch ít nhất muốn tam năm thời gian sẽ đại lượng chiêu dùng sức dân hà trực đi huyện trong khai quá sẻ đại khái hiểu biết công trình cơ bản tiến độ nhưng lấy thời gian này kế hoạch đến nói có thể đoán được cực khổ vẫn là rất nhiều nói là ba năm hoàn thành tình thế nhưng không có lạc quan như vậy muốn ba năm có thể hay không chậm trễ chúng ta mà trong chuyện này a à, chúng ta là nông dân trồng trọt chính là căn bản a à. hà tiểu lệ rốt cục nhịn không được này đó người như thế nào sách không rõ ni đại gia hãy nghe ta nói mặc dù là triệu tập đại lượng công nhân cũng không có khả năng toàn thôn đều đi tạo trạm phát điện a, à, lại nói, giống trồng vội gặt vội như vậy ngày mùa, nếu kỳ hạn công trình không là đặc biệt chớ khẩn trương, tiến độ không là đặc biệt đuổi nói, là sẽ thả giả gặt gấp lương thực, này cũng không chậm trễ chính sự a. À, lại nói trong thôn dọn đến như vậy nhiều người, ít nhất có 20 cái sinh lực gia nhập tiến vào đi. Nói cho cùng, vẫn là không thể chạm đến đến chính mình căn bản ít lợi, đây là mỗi người làm việc cơ bản chuẩn tắc biết tu trạm phát điện mở điện đối đại gia đến nói không là nhất kiện chuyện xấu về sau, đại gia trong lòng đề phòng ý đã sớm giảm bớt một ít, lại nghe nói dọn đến tân di dân, kỳ thật không cần phân đội trong năm nay kê, cái này trước mắt khốn nhiễu ít nhất không có. Chương 67 67 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lần này bởi vì thời tiết không hảo, lúa muốn sớm đi thu hồi tới duyên cớ, Hà Tiểu Lệ cấp Hà trực ra như vậy cái chủ ý. Lúa phải nhanh một chút thu hồi đến, phơi nắng làm, nếu không sẽ nảy mầm, đây là lão nông nhóm tối sầu sự tình, vạn nhất vất vả hảo mấy tháng, thu hồi tới lúa còn chưa phơi nắng làm gặp được một trận mưa, như vậy mấy tháng này vất vả đã có thể uổng phí. Kỳ thật nàng còn có chút điểm tiểu tư tâm, tuy nói bây giờ là lão sư, nhưng nàng cũng không tưởng xuống đất phơi nắng, tuy rằng 18 tuổi làn gia hảo, nhưng hiện giờ cũng không có mặt màng, cũng không có tinh túy thủy, chỉ có thể nhiều hơn chú ý phòng phơi nắng. Lần này Lưu Ân Từ thật bất ngờ kéo cái quan hệ. Buổi sáng ngoại lệ cấp Hà Tiểu lệ chuẩn bị một chén đường đỏ trứng gà, còn tại mặt trên tích vài giọt heo du. Ngươi muốn làm gì? Hà Tiểu lệ thấp thỏm bất an cầm bát, nàng có chút lo lắng Lưu Ân Từ. Chính nàng cấp người nướng nửa đời hạt Ngô sự tình còn rõ ràng ở trước mắt. Yên tâm ta không có ác ý lưu ân từ nói ta biết ngươi bây giờ có thể nói thượng chút nói ta muốn thân thỉnh giúp đỡ nấu cơm đến 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 chính mình tại thanh niên trí thức điểm từ chưa làm qua cơm người còn nói muốn thân thỉnh nấu cơm này lòng tự tin cũng là đủ ngươi nấu cơm hà tiểu lệ thiếu chút nữa không cười đi ra ngươi sẽ nấu cơm sao lời vô ích lưu ân từ phiên cái xem thường đương nhiên sẽ không bất quá ta sẽ nhóm lửa sẽ nhặt rau cũng sẽ rửa rau các ngươi còn cần người đề thủy có phải hay không bảo ta xuống đất ta dù sao cũng làm bất quá cái nào nông thôn phụ nữ bất quá phân phối ta nấu cơm nhìn người này thật đúng là tràn đầy nữ chủ khí chất a nói lên lời này đến thật đúng là lý trực khí tráng mà hà tiểu lệ thiếu chút nữa cho nàng chắp tay nói chịu phục cũng đối nàng dù sao cũng không có thân nhân ở trong này vô khiên vô quải, phân không đến nhiều lương thực còn có thể cùng đại gia hỏa cùng nhau ăn chung nồi. Mỗi lần làm việc nàng khẳng định là chọn bóng cây hạ kéo dài công việc, như vậy còn không bằng gọi nàng nhặt rau hoặc là nhóm lửa. Hảo đi, ngươi muốn là nhàn hạ dùng mánh lới, liền đi mà trong bối lúa. Lần này đem đội trong một ít không thể làm trọng hoặc một đám lão thái thái nhóm đều lợi dụng thường, lao động đều đi điền trong, đội trong vài cái một tuổi trong vòng nải oa tử, nhị 30 cái 23 tuổi tiểu oa nhi tử thấu cùng một chỗ chơi đùa, đều có người chuyên môn cấp nhìn, như vậy đại nhân cũng yên tâm đi thu gặt. Mặt khác còn có cái nam oa tử, giúp đỡ đề thủy linh tinh, lần này vương hữu chí không có tham gia, hắn cùng phó âu hai cái người bị lý thư ký khâm điểm đi mỗi cái công xã phổ cập lúa tiên tri thức đi. Thiếu một cái lao động ngược lại không có gì, nhưng lần này gặp gấp nhiệm vụ khẩn cấp, nhất thiết phải muốn tại trong vòng 3 ngày thu hoàng, nếu không nhìn thiên, quá hai ngày sẽ có mưa to. Đội trong chuẩn bị lương thực cũng là đủ đủ, cơm quản đủ, thật sự không được còn chưng thiệt nhiều khoai lang, phối hợp ăn, mỗi đống xứng một cái đồ ăn, cái này mùa mùa đậu giác, cà, hà tiểu lệ còn mang người đi mà trong hái được thiệt nhiều bí đỏ dịp đến, một vùi một vùi, nước cơm nấu bí đỏ lá cây, đông đậu giác, xào cà, đều là mùa rau dưa, cũng đều là đội trong. Hài tử đều đặt ở trong trường học mặt, môn một quang, có thể náo nhiệt, hai cái phòng học, một cái bên trong phòng học một đám nải oa tử ở bên trong bò, một cái khác bên trong phòng quan một đám hai ba tuổi hài tử, ở bên trong đánh nhau. Hành lang phía dưới là Hà Tiểu Lệ cùng vài cái đại mụ tại nấu đồ ăn, vô cùng náo nhiệt. Mười mấy cái lão thái thái, tại Hà Tiểu Lệ phân phối dưới, có người chuyên môn phụ trách nhìn hài tử, có người chuyên môn phụ trách cấp một đám tiểu oa nhi tử nấu cháo, còn có người chuyên môn nhặt rau, có người phụ trách nhóm lửa, Hà Tiểu Lệ phụ trách điều phối, Lưu Ân từ cùng cái kia Nam Hoa tử phụ trách làm một ít lão thái thái không làm được việc tốn sức. Lưu Ân từ cũng không hề gì, dù sao nàng không nghĩ xuống đất không nghĩ phơi nắng, xuất điểm khí lực cũng không hề gì. Đội trong quảng một phần món chính cùng đồ ăn, xã viên nhà mình trong cũng có dưa muối, đến điểm đại gia tới dùng cơm, các mang cắt cho chính mình thêm đồ ăn, này đó đều khác nói. Đến nỗi xã viên nhóm, bình thường trồng vội gặt vội cũng mệt mỏi, lúc này mệt đi mệt đi, có thể đội trong cấp thống nhất nấu cơm, mệt chết mệt sống, trở lại da gột rửa liền ngủ, không cần nghe tức phụ càng nhằn hài tử chỗ nào xuất nha, về nhà còn muốn nấu cơm rửa chén một đống tử sốt ruột sự A, à, hai người đều tại đội trong làm việc, đến giờ có người đến một hô có thể ăn cơm, làm quá muộn buổi tối còn mặt khác thêm một cơm mễ cháo, hài tử còn có người mang không sợ lăn đường tử bên trong đi. Cũng không sợ đánh nhau bị người trảo người người đều nói Hà trực lúc này làm thật đúng là phiêu lượng. Về sau trồng vội gặt vội cũng phải như vậy thấu cùng một chỗ làm việc, lại nói đại gia thấu cùng một chỗ ăn cơm, cũng náo nhiệt, cũng hăng hái. Đại gia tụ cùng một chỗ ăn cơm, thôn bộ một cái điểm, trường học một cái điểm, này hai cái địa phương địa phương đại, giữa trưa lúc ăn cơm ngay tại khát khao về sau sinh hoạt. Hà đội trưởng, ta nhìn lần này cắt lúa so trước kia phải nhanh a, à, nói cho cùng cũng là nhiều người như vậy như thế nào lần này liền sẽ khoái một ít. Thời gian này người đại khái không có dây truyền sản xuất tác nghiệp khái niệm, trải qua Hà Tiểu Lệ quan sát, trước kia vừa đụng tới loại này đại trường hợp lao động, sẽ có người nhân cơ hội đục nước béo cò hỗn công điểm. Trải qua Hà Tiểu Lệ chỉnh biên, nên làm gì làm gì, nhàn hạ dùng mánh lưới từ lượng công việc bên trong có thể nhìn ra, tuổi trẻ eo lực hảo, phụ trách cắt lúa, bình thường là an bài hảo hôm nay trước cắt nào một khối, chờ đến một mảnh đều phóng đảo, đánh cốc cơ liền tới hiện trường, thoát hảo hạt kê từ lúa nước thượng đánh hạ đến về sau, một phần khí lực tiểu phụ nữ phụ trách đem hòa làm gói đứng lên chất đống, xếp thành rơm rạ đôi, khác một phần lớn tuổi tráng lao động, đem kê chọn đến chỉ. Định địa phương phơi nắng làm. Chính là cái này phơi nắng làm quá trình rất muốn mệnh, nếu không cẩn thận đụng tới một hồi mưa to, kê phát rồi nha, liền phiền toái. Chờ đến kê phơi nắng làm về sau, thì tốt rồi có thể đặt ở cốc kho bên trong trường kỳ bảo tồn đương nhiên còn có khá nhiều một phần muốn đi giao nộp thuế lần này phân đến sống người đều cảm thấy rất kỳ quái như thế nào vừa vạn tuổi còn trẻ đều đi cắt lúa sau đó tuổi trẻ hơi chút đại một ít sự chịu đựng hảo đã bị phân phối đi chọn lúa này đó đều cũng có khoa học suy tính đương nhiên bọn họ không hiểu chỉ biết là năm nay phân cho chính mình sống chính mình đúng lúc rất thích làm đều tưởng trùng hợp ni Hà Trực đem bên trong này ngọn nguồn cấp đại gia nói một lần, đại gia mới làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước những cái đó dễ cợt những cái đó thanh niên trí thức đều là lý luận xuân người đọc sách, cái này cũng im miệng không nói, đại gia sôi nổi đều gọi tán vẫn là người đọc sách lợi hại. Lớn tuổi liền nói, muốn không phải là chúng ta người đọc sách lợi hại, chúng ta trước kia cũng không biết đạo lý này, đại gia đều sợ chịu khổ, có người chỉ sợ phân đến chọn đồ vật, có người chỉ sợ chính mình phân đến các lúa, kỳ thật mỗi người tuổi tác đặt ở nơi đó, giỏi giang sống liền không giống, ta năm nay hơn 40, muốn ta công eo cắt một ngày ta còn thật chịu không được. Cũng có tuổi trẻ nói, đúng vậy, ta liền chịu không được chọn nhiều đồ như vậy, ta hòa thúc còn thật lợi hại, một gánh mễ thượng trăm cân, hắn chọn đều một chút vấn đề đều không có, ta còn tưởng rằng đại gia theo ta nhất dạng, đều thích cắt lúa mạch cũng có tuổi trẻ một chút khí lực tiểu một ít phụ nữ nói thu rơm rạ này sự việc thích hợp ta làm đương nhiên nhà nàng tráng lao động một người nam nhân phụ trách cắt lúa một cái công công phụ trách chọn kê thoải mái sống đương nhiên ai đều muốn làm đây là bởi vì tuổi tác không giống am hiểu công tác thuộc tính không giống người trẻ tuổi eo lực hảo nhưng là sự chịu đựng không đủ a à, bả vai cũng không trung niên nhân như vậy dày đương nhiên am hiểu đồ vật liền không giống thậm chí còn có vài người nói. Vẫn là đọc điểm thư A, đầu óc hảo, năm trước tiểu hà lão sư đi ta gia động viên ta gia cậu tử đọc sách, ta còn không quá muốn cho cậu tử đi, không được, chờ đến 6 tháng cuối năm khai giảng ta cũng muốn đưa nhà của chúng ta cậu tử đi thượng sơ trung. Bên cạnh đã có người chê cười hắn. Nhà các ngươi cậu tử đi đọc sách, ta không nghe lầm chứ, hắn nếu có thể đọc sách ta liền đem tên của ta đảo viết. Thiết, Ngươi tên đảo viết có ích lợi gì ngươi sẽ viết sao đấu đại tự đều nhận không ra vài cái mỗi người cơm nước xong tẩy hoàng bộ đồ ăn ngã xuống đất mị trong chốc lát đến buổi chiều 3 4 điểm lại muốn đi mà trong cho nên giữa trưa cái này nghỉ trưa là nhất thiết phải lúc này đây thu gặp, hoa ba ngày thời gian liền đem trước kia 5 ngày lượng công việc đều hoàn thành chờ đến kê phơi nắng làm tất kỹ ngẹn đã lâu trận này vũ rốt cục hạ xuống dưới Chương 68 68 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thời gian này thôn dân mới cảm khái hà trực dự kiến trước đến Hiểu ra cái này mùa, chỉ cần một hồi mưa to xuống dưới Khí hậu vốn là chính là lại buồn lại thấp Kê liền dễ dàng mốt meo, đụng tới loại chuyện này cũng không có thể oán giận lão thiên Chỉ có thể tự trách mình vận khí không hảo Dựa theo này tiết tấu, này tràn mưa to là muốn hạ chỉnh chỉnh một ngày nhưng lần này không giống, mưa to hạ ba ngày đều không đình. Liên cái kia bị mọi người xưng là mẫu thân hà sông lớn, dần dần bắt đầu ố vàng, bên bờ thượng cũng dần dần ngập. Lúa muốn là vãng vài ngày thành thục, đại gia đều là muốn đói bụng. Toàn bộ đại hà thôn, tiểu hà thôn vùng này, đều bị ngập thành một tòa đảo đơn độc nhất dạng, vô pháp cùng ngoại giới giao thông, có chút địa thế chỗ trũng một ít nông hộ, có một nửa đều bị ngập. Nạn dân bị an trí ở trường học, trường học tốt xấu còn có mấy gian phòng trống hai tầng tấm ván gỗ lâu trường học cũng lên không được khóa toàn bộ đều thành một khu nhà dân chạy nạn tập trung chỗ hà tiểu lệ gấp cũng khoái muốn khóc phó âu cùng vương hữu chí hai người mấy ngày nay đều ở bên ngoài làm kiểu mới lúa loại giao lưu đi huyện trong mỗi cái công xã làm hội báo còn chưa có trở lại không biết bên ngoài hiện tại tình huống nào tóm lại đại hà thôn vùng này xem như triệt để ngăn cách với nhân thế hồng thủy đến lúc này bọn nhỏ xem như cao hứng, địa thế tương đối cao địa phương đều ngập, bọn nhỏ cầm lưới đánh cá ở trong nước lao ngư, quan hà gia liền trang đầy chỉnh chỉnh một cước bồn, sau lại thật sự là trang không được, lại đảo một nửa đến thanh niên trí thức điểm nuôi. Muốn là đổi làm bình thường, sẽ sống qua ngày hà tiểu lệ nhất định sẽ cho nàng trang điểm đi ra tiểu ngư n nhiều loại ăn pháp, hiện tại nàng cũng không có cái này tâm tình. Ngươi như vậy lo lắng suông cũng không hữu dụng, phó Âu cũng không phải ngốc tử, Hắn sẽ chảy xuống thủy lại đây sao? Dư Mẫn không cho là đúng, Phó Âu đi thị trấn, còn có thể thị trấn bên trong bị nước trôi đi rồi không thành, khẳng định không có việc gì. Ngươi là không biết, vạn nhất hắn tại trở về nửa đường thượng phát lũ lụt làm như thế nào? Hà Tiểu Lệ gấp xoay quanh, cố tình lại không có điện thoại, không có cái khác hình thức cùng ngoại giới câu thông. Hà Tiểu Lệ, ngươi thật là gánh rất đa tâm rồi, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không tất yếu nếu không ngươi lại đây theo ta học biên sọt. Mấy ngày nay không biết dư mẫn từ nơi nào làm đến trúc tử, tại học biên sọt, nhưng cái này sọt chân tâm không có giày rơm đơn giản như vậy, nàng biên vài cái đều xấu không kéo kỹ. Ta cũng không muốn biên sọt, dư mẫn ngươi thật sự là suốt ngày có chút không đều tại làm sự tình, nhanh lên theo ta giảng điểm cao hứng chuyện này, nhưng ta không nên suy nghĩ bậy bạ. Dư mẫn lắc đầu. Ta không thể tưởng được cái gì cao hứng chuyện này, ta giày rơm cũng không có, hiện tại rơm rạ bị mưa một hướng, năm nay là không thể biên giày rơm, ngươi nói chúng ta muốn ở trong này ngốc bao lâu tài năng trở về thành. Trong nhà nàng còn có cái lão tổ mẫu, mỗi ngày đều phải nhắc tới hảo mấy lần, trở về thành vô vọng, nàng trong lòng cũng sốt ruột rất. Nàng thốt ra lời này đi ra, hà tiểu lệ nhất giật mình, nàng còn có cái lão sư công tác, mỗi tháng có tiền lương ni, cái khác vài cái thanh niên trí thức, cũng không biết chính mình đường ra ở nơi nào, giống dư mẫn như vậy, ngươi muốn nàng đi tham gia cao khảo tìm cái đường ra đi, phỏng chừng là không được, ngươi muốn nàng làm việc nhà nông đi, nàng cũng so ra kém tầm thường nông thôn phụ nữ. Hà Tiểu Lệ cũng không thể cùng nàng nói tiếp qua vài năm, chờ đến kinh tế tự do mở ra, ngươi tổng có thể xông ra đến một phen tiểu thiên mà đến. Yên tâm, chúng ta tổng có thích hợp lộ muốn đi, ngươi đừng quá lo lắng, ta hiện đang lo lắng chính là Vũ còn như vậy hạ đi xuống sẽ chậm trễ năm nay lúa mùa cấy mạ thời gian, đến lúc đó càng phiền toái. Quanh năm suốt tháng 2 mùa lúa là quan trọng nhất, chỉ cần thu lúa, thu cây cải dầu, chẳng sợ cái khác mất mùa, ngày cũng sẽ không quá gian nan. Dư Mẫn, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngày nào đó cho phép làm tiểu bản sinh ý, ngươi muốn đi làm cái gì? Nàng cảm thấy Dư Mẫn định thích hợp làm sinh nhật, nói bất định nhân gia có thể đáp thượng cải cách mở ra đệ nhất tranh đoàn tàu ni. Ta chưa bao giờ nghĩ qua, mua bán là không cho phép, nếu có người cử báo, đây chính là đầu cơ trục lợi, Hà Tiểu Lệ ngươi có thể ngàn vạn biệt nói với ta đi ra ngoài, ta tồn chút tiền ấy, là vì về sau tìm một cơ hội ký cho ta nải nải, liên lưu ân từ ta cũng không dám nói, nàng người kia ngươi cũng biết, coi trọng không là, nói tới đây nàng đình chỉ đề tài vừa nãy, lưu ân từ người này, nhìn qua quả thật không tốt lắm cùng người ở chung. Vừa mới lúc này, Lưu Ân từ từ bên ngoài tiến vào, một phen phá giấy dầu cái ô cũng che không ngừng mưa to, nàng toàn thân đều ướt đẫm. Nhìn thấy phòng trong nói chuyện Hà Tiểu Lệ cùng Dư Mẫn, nàng nói. Vương Hữu Chí trở lại, nhưng là không có nhìn thấy Phó Âu, Vương Hữu Chí trở lại. Hà Tiểu Lệ đứng dậy sau này mặt nhìn xung quanh. Khi hắn hiện tại ở nơi nào? Vương Hữu Chí là theo Phó Âu cùng đi ra, muốn trở về cũng có thể cùng nhau trở về lại ngươi thúc thúc gia, cứ hắn nói, hắn cùng Phó Âu cùng nhau trở về, Phó Âu ở trên đường vì cứu một đứa bé, rơi xuống trong nước đi. Cái gì? Hà Tiểu Lệ cảm thấy đầu có chút vựng, sự tình không nên là như vậy a, à. Phó Âu mặc dù là trong sách nhân vật, tác giả tại miêu tả hắn thời điểm cũng chưa chắc miêu tả, nhưng hắn quả thật cũng là hiện thực sinh hoạt trung nhân vật, nguyên hình lấy tự với thế kỷ 21 trứ danh dân doanh xí nghiệp gia hẳn là sẽ không tại 70 niên đại liền quải rớt đi. Hà Tiểu Lệ nghe đảo nơi này cũng không có biện pháp đi phán đoán cùng tự hỏi, từ lưu ân từ trong tay đoạt lấy đến kia đem giấy dầu cái ô, vọt vào vũ trong đi. Ai, này một đường vũ quá lớn, phó Âu lại sốt ruột trở về đuổi, vốn là lý thư ký an bài chúng ta tại huyện nhà khách trụ hai ngày, nhưng hắn nói không có việc gì, lo lắng đội trong lúa tịch thu hoàng, này chỗ nào là lo lắng lúa vương hữu chí bưng trong tay kia bát khương trà tay còn tại phát trung hắn cũng là mới vừa vừa mới trở về mà còn vừa rồi một màn kia thật sự dọa đến hắn bên cạnh là một cái đang tại khóc hài tử còn có ôm hài tử đang khóc nữ nhân vương hữu chí ngươi nói rõ ràng phó âu sao hắn như thế nào không với ngươi cùng nhau trở về từ đại hà thôn đến thị trấn lộ vẫn luôn đều không dễ đi muốn nhiễu quá một điều tiểu hà tài năng đến hà trực vẫn luôn tâm nguyện đó là có thể cái một tòa đại kiều cũng chính là hiện tại tại quy hoạch kiến trạm phát điện cái kia đại kiều đại kiều cái hảo về sau có thể đại đại rút ngắn đại hà thông bên này năm cái đại đội cùng công xã thị trấn chi giang khoảng cách vương hữu chí xoa xoa trên mặt thủy trên mặt biểu tình vẫn là thống khổ lúc ấy đứa bé kia bị nước trôi đi rồi phó âu nhảy xuống đi cứu hắn vốn là thủy cũng không bao sâu cũng liền tề hắn eo cao như vậy ai biết một cái lãng quyển lại đây. Ta vừa mới đem hài tử ôm tới tay trong. Dư lại nói, Hà Tiểu Lệ cũng không có nghe rõ, chỉ nghe đến Phó Âu bị sóng to quyển đi qua kia một đoạn. Nữ nhân là thượng du tới, bởi vì trong nhà bị lũ lụt hướng đi rồi, nàng là dọc theo đường đi đuổi theo trong nhà duy nhất kia đầu bị nước trôi đi heo, lại tới đây, kết quả kia đầu heo không có việc gì, bình an lại gần bờ, nàng cùng hài tử lại rớt đến trong nước đi phó âu cũng là hảo tâm vì cứu hài tử nữ nhân ở bên cạnh ôm hài tử khóc này có thể sao làm cái kia tiểu tử cũng là vì cứu a bảo muốn là hắn có chuyện gì ta đời này lương tâm đều không an ổn vậy phải làm sao bây giờ nàng một nữ nhân trượng phu cũng là sớm chết ở hồng thủy bên trong người khác cùng nàng nói kia khe núi không thể trụ người ai biết hôm nay trong nhà kia đầu heo hảo muốn biết cái gì dường như phát điên hướng bên ngoài chạy Nàng lúc ấy ôm hài tử tại Giani, nhìn thấy heo chạy, vội không ngừng chạy đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy kia heo cứ như vậy rơi vào trong sông. Đang lúc nàng không biết đạo làm thế nào mới tốt thời điểm, nhìn lại, bên sơn đều suy sụp, toàn bộ phòng ở đều bị đất đá trôi cấp ngập. Dân bản xứ không hiểu loại này đặc thù địa lý hiện tượng, cũng gọi phòng ở bị hồng thủy ngập, nữ nhân không có phòng ở, cái gì đều không có, chỉ có thể đi theo heo đi xuống du chạy. Khi đầu heo là nàng tối đáng giá tài sản, hiện tại phòng ở cũng không có, heo cũng không biết bị ai trảo đi trở về, tóm lại hiện tại trừ bỏ hài tử, nàng thật sự cái gì đều không có. Lục thẩm từ hà trực trong phòng tìm ra một thân lý quế hoa không có mang đi quần áo, thúc giục nữ nhân thay đổi, nhìn kỹ nữ nhân này còn có vài phần tư sắc, mới 30 đến tuổi, hài tử cùng cậu đảng không sai biệt lắm đại, cũng thay cậu đảng sạch sẽ xiêm y, hai người thu thập xong về sau, mới bình phục một chút. Này cũng không có thể trách ngươi. Bên cạnh lục thẩm tử cầm làm khăn mặt giúp hài tử trà lau thân thể, hài tử xác thực là bị dọa sợ, mới 3-4 tuổi đại, nhìn thấy mụ mụ khóc, hắn cũng oa oa khóc cái không ngừng. Cậu đảng nhìn tuổi tác không sai biệt lắm đại oa oa, không biết từ nơi nào làm ra một khối đường đỏ, đưa cho đứa bé kia. Không khóc, ăn đường đường. Điểm nhỏ hài tử không dám tiếp cậu đảng đường, cẩu đảng liền ở một bên rót mật cho hắn chỉ chốc lát sau hai hài tử chơi đến một khối đi hà tiểu lệ đến nơi đây thời điểm chỉ nhìn đến phần sau đoạn hà gia có cái nữ ngồi ở ghế trên phát trung điềm đạm đáng yêu tiểu Hoa nhi tử cùng cẩu đảng ngồi dưới đất chơi nàng trực tiếp vọt tới vương hữu chí trước mặt đi vương hữu chí biết nàng muốn hỏi cái gì ngươi yên tâm đội trong đã phái người đi tìm ngay tại ly chúng ta nơi này không xa bình đàm độ bình đàm độ hà tiểu lệ là biết đến, bình thường liền là một cái tiểu bến đò, lúc này trướng thủy, khẳng định dòng nước rất gấp. Qua đã bao lâu? Hà tiểu lệ hỏi, nàng thật sự là, không biết nên như thế nào đến hỏi, phó Âu thật sự rớt trong nước đi sao, người này cũng không biết là thuộc gì gì đó, tổng có thể rớt đến trong nước đi, lần trước là gặp nàng, lần này không biết có hay không may mắn như vậy. Có hơn một giờ, bình đàm độ cách đây trong cũng không xa, đã phái người đi qua tìm ngươi cũng đừng có gấp trước chờ người trở lại lại nói hà trực cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể an ủi nàng hà tiểu lệ sao có thể không nóng nảy nàng trong lòng cùng hỏa thiêu nhất dạng hận không thể lập tức chạy đến bờ sông đi lên tìm giống kiến bò trên chảo nóng lo lắng thật lâu nhìn đi ra bên ngoài có mấy cái hán tử tiến vào lắc lắc đầu hà tiểu lệ hỏi có ý tứ gì lắc đầu là có ý gì hán tử kia cũng là đuổi đã lâu lộ mới trở về trên người áo tơi áo choàng bao quát trên mặt đều ướt đẫm mưa lớn như thế không nhận ra không rõ làm sao tìm được người tiểu hà lão sư ngươi cũng đừng làm khó dễ còn có người tại bên bờ tìm ni kia một đường đi xuống đều có thụ vận khí tốt làm không hảo quải trên cây như vậy khỏe mạnh một cái tiểu tử hắn bản thân sẽ tìm được sinh môn chính mình sẽ tìm sinh môn này hy vọng quả thực quá mơ hồ cũng không quan tâm cái khác hà tiểu lệ liền hướng mưa to bên trong hướng hà trực chạy vài bước giữ nàng lại ngươi đi làm gì ngươi có thể làm gì như vậy nhiều người đều không tìm được vạn nhất ngươi đi ném còn muốn tìm ngươi lần đầu tiên hà tiểu lệ như vậy phiền nàng thúc thúc ta đi xem mà thôi ngươi còn sợ ta không sự hướng trong sông nhảy sao hà trực sửng sốt vừa rồi có một cái chớp mắt hắn thật là như vậy tưởng yên tâm ta thật sự chính là đi tìm tìm. Ném hoàng những lời này, tìm cái đấu lạp, mang ở trên đầu, liền vọt vào vũ trong. Vội vã như vậy dòng nước, như vậy thâm thủy, nàng lại không biết phó Âu rốt cuộc có thể hay không bơi lội, mặc dù là sẽ bơi lội, như vậy đại hồng thủy bên trong, hắn rốt cuộc như thế nào tài năng tránh thoát một kiếp này. Lúc ấy hắn xuất môn, Hà Tiểu Lệ còn công đạo hắn muốn đi sớm về sớm, có lẽ chính là bởi vì nàng công đạo này một câu về sớm, hắn liền chờ cũng không kịp đợi, nhất định phải trở về đuổi. Cứ việc trước mắt nhịn không được biến thành màu đen, Hà Tiểu Lệ biết chính mình tuyệt đối không thể ngã xuống. Đuổi tới bình đàm độ, bên cạnh có hảo vài cái người ở bên cạnh tìm, Hà Trực Phái đi qua thanh tráng niên đều đứng ở bên bờ dùng xào quét, nhưng dòng nước gấp, ai cũng không biết người có thể phiêu tới chỗ nào. Hạ Du đúng là có thụ, nhưng dòng nước rất cấp bách, Phó Âu rốt cuộc có thể hay không vọt tới trong rừng cây cũng rất khó nói. Lúc này Vũ dần dần nhỏ đứng lên, nước sông vẫn là rất cấp bách. Một bên nhận thức Hà Tiểu lệ người nhìn thấy nàng, cũng khuyên nhủ nàng sớm một chút trở về, đến nỗi Phó Âu kia đến nhìn mệnh. Tiểu Hà đồng chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý thư ký từ Vũ trong đi tới, nơi này phát rồi lũ lụt, tình hình tai nạn nghiêm trọng, liên huyện trong lãnh đạo đều kinh động. Ta. Hà Tiểu Lệ có chút chống đỡ không nổi giống nhau. Ta vì cái gì ở trong này? Lý Bá Bá, Phó Âu rớt trong nước đi, hắn rớt trong nước đi, ta làm sao tìm được hắn đều tìm không thấy, làm như thế nào a? À? Lại tới đây lâu như vậy, lần đầu tiên có như vậy tuyệt vọng cảm giác, bởi vì chỉ có Phó Âu một nhân vật như vậy là hiện thực sinh hoạt trung nhân vật, nhượng nàng cảm thấy chỉ có Phó Âu mới là nàng sinh sống trên đời duy nhất bằng chứng. Hắn rõ ràng có thể sống đến thật lâu, có thể nổi danh lập vạn, có thể công thành danh toại, như thế nào sẽ tại đây dạng một con sông trong không có ni. Không có khả năng. Rút ra đám người, Hà Tiểu Lệ lại vọt vào vũ trong, nàng không tin tưởng Phó Âu cứ như vậy không có, thật sự nàng tuyệt không tin tưởng. Lần trước nàng cũng là ở trong nước đem hắn nhặt trở về, nói bất định lần này cũng có thể. Nàng lôi kéo xào, ở trong nước lay hồi lâu, rốt cục tại một chỗ dừng lại, trong tay như thế nào đỉnh, đều đỉnh không đi qua. Hà Tiểu Lệ trước mắt sáng ngời. Mau tới người, khoái đến nơi đây tìm một chút, ta hoài nghi người ngay tại cái này mặt. Chương 69 69 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe thấy Hà Tiểu Lệ thanh âm, một bên người đều đuổi lại đây. Này một khối, thuộc loại bình đàm độ hạ du, có chi phồng dịp mậu rừng cây tử, lúc này thụ đều ngập một nửa người muốn là phiêu đến nơi đây vẫn là có còn sống hy vọng trong nháy mắt đó nàng cảm thấy chính mình khẳng định ra biên ảo giác nhưng trực giác nói cho nàng phó âu ngay tại phía dưới lại nói nàng trong lòng còn tồn một tia hy vọng ni phó âu nhất định sẽ không chết hắn còn chưa tới kia một bước nhất định sẽ không chết ở chỗ này ít nhất đến hà tiểu lệ xuyên qua lại đây cái kia thời điểm cái kia gọi phó âu xí nghiệp gia còn tại các đại trường hợp nhảy nhót hăng hái ni. Nghe tiếng tới rồi có mấy cái thanh tráng niên, trong đó một cái bên hông hệ thượng ngón cái thô dây thừng, hà hà, tại trong sông sờ soạn nửa ngày, đột nhiên bất động. Hà tiểu lệ thấy được một chút hy vọng, đi phía trước vài bước, tưởng nhìn cái cẩn thận, bất đắc dĩ mưa qua đi, bên bờ vụ mông mông một mảnh, thấy không rõ lắm. Nàng lớn tiếng hô vài tiếng. Là có người hay không? Nhưng nước sông thanh âm quá lớn, đem thanh âm của nàng đều bao phủ ở bên trong. Bất đắc dĩ chỉ có thể chờ. Ước chừng 10 phút qua đi, khi người ôm một đoàn đồ vật hướng bờ sông Biên Du lại đây. Bơi tới bên bờ mới thấy rõ ràng là cá nhân. Khi người nói, còn có một hơi, chắc cao ôm thụ. Phỏng chừng vẫn là uống không thiếu thủy. Người bị bình bỏ vào trên mặt đất, tuy rằng khí tức mỏng manh, nhìn cũng rất nguy hiểm, ít nhất là mò trở lại người nơi này đều không có gì cấp cứu kinh nghiệm cấp xoay quanh hà tiểu lệ cũng sốt ruột nàng nỗ lực hồi tưởng kịch truyền hình bên trong dùng để cấp cứu cảnh tượng sau đó đi tiến lên đây hà tiểu lệ liều mạng mệnh lệnh chính mình tỉnh táo lại đến cái khí lực đại đem hắn sau eo ôm đứng lên nàng làm mẫu một chút phía sau đến một cái khí lực đại dẫn theo eo đem phó âu ôm đứng lên nhượng hắn mặc bộ hướng hạ hà tiểu lệ vươn ra ngón tay đến mò một chút hắn miệng nhìn có hay không bèo rong tắc ở bên trong, xác nhận trong miệng không có ô vật, nàng liền yên tâm. Này một đi xuống, phó âu trong bụng thủy liền chảy ra. Chờ đến bụng giọt nước đều thanh lý sạch sẽ về sau, nàng chỉnh lý một chút trong đầu suy nghĩ, dựa theo khi còn bé lão sư giáo phương pháp, cho hắn làm mấy lần hô hấp nhân tạo. Một bên người nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là trước mặt mọi người đùa dẫn lưu manh sao. Vẫn là lý thư ký kiến thức nhiều quảng, hắn từng nay gặp qua cái này hình ảnh tại trên chiến trường có đủ loại khẩn cấp tình huống hô hấp nhân tạo tự nhiên cũng gặp qua vẫn là hắn phát ra tiếng đừng nói chuyện nàng tại làm cấp cứu chuyện này hà tiểu lệ làm đứng lên tuy rằng không tính rất thuần thục nhưng nàng phụ mẫu đều là bác sĩ vả lại vừa rồi chỉ huy đại gia thời điểm còn tính trấn định đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc vẫn là túc trí đa mưu tiểu hà lão sư đổi làm người khác khẳng định chân tay lúng cuốn tại thôn dân trong mắt lý thư ký là giống như thần minh nhất dạng tồn tại tiểu hà lão sư lại là trong truyền thuyết gia các tiên sinh như vậy thần cơ diệu toán người lý thư ký đều nói tại cấp cứu khẳng định không là đùa dẫn lưu manh nếu không tiểu hà lão sư mới vừa thụ đứng lên anh minh hình tượng trong khoảnh khắc muốn hôi phi yên diệt làm xong này đó hà tiểu lệ thăm dò một chút phó âu ngực tim đập mỏng manh một chút không đến mức không có như vậy cũng không cần làm tâm phế hồi phục. Không phải, nàng còn thật lấy không chuẩn tâm phế hồi phục muốn như thế nào làm, này có thể so hô hấp nhân tạo độ khó hệ số cao không thiếu. Thế nào, không có việc gì đi. Lý thư ký đã đi tới, nhìn nằm trên mặt đất Phó Âu, ngày hôm qua thấy hắn còn là một cái trong sáng tiểu tử, hôm nay làm thành như vậy. Nghe nói là vì cứu người, thật là một thanh niên tốt. Hẳn là thoát ly nguy hiểm bất quá khả năng muốn là muốn đưa đi bệnh viện, cái này, Lý Thư Ký, không khó làm được đi. Nàng không biết cái này niên đại đi bệnh viện nằm viện có cái gì không phức tạp lưu trình, có cần hay không đại đội đánh mảnh giấy, nhưng lấy tư duy theo quán tính đo lường, đại khái cũng không đơn giản. Hảo ở trong này còn có cái Lý Thư Ký Ni, hắn lão nhân gia giàu gì cũng là huyện trong một tay, an bài này điểm chuyện nhỏ hẳn là không nói chơi đi. Tại Hà Tiểu Lệ mong đợi trong ánh mắt, Lý thư ký gật gật đầu. Ta hôm nay là khai ô tô tới, đem hắn đặt ở xếp sau nằm xuống đến, nhanh chóng đi bệnh viện. Hắn dừng một chút. Tiểu Hà đồng chí, cảm tạ ngươi vi chúng ta cứu vớt một cái thấy việc Nghĩa Hăng hái làm anh hùng, không bằng ngươi cũng cùng đi đi. Hà Tiểu Lệ chính có ý đó, nàng mới lo lắng đem phó Âu một người để tại huyện bên trong bệnh viện. Kia một đầu, dàn xếp hảo kia một đôi mẫu tử cùng cậu đảng. Hà Trực vội vàng đuổi tới bình đàm độ, vừa vặn nhìn thấy Phó Âu bị người vớt lên một màn kia, thấy hắn tốt xấu thoát ly nguy hiểm, hắn bắt đầu an bài khởi thôn dân tổ chức chống lũ giải nguy. Vì phòng ngừa đất đá trôi lại một lần nữa phát sinh, trước muốn đem một vài nông hộ dời xuất nguyên bản cư trú mà, trong thôn còn có một số người nhà ở tại đường dốc phía dưới, những cái này nhân gia nhất thiết phải muốn dọn đi ra, biết xác định an toàn tài năng dọn về đi. Thời gian này có người vội vàng một đầu đại vì heo lại đây. Nhìn xem này đầu heo, có phải hay không vừa rồi ở trong này khóc cái kia phụ nữ, các ngươi nếu có người nhận thức nàng, cho nàng nói một chút. Heo tìm được, phụ cận Thanh Sơn thôn người nhìn thấy này đầu heo, không dám chạy trở về, liền đặt ở thôn bộ nuôi ni. Bọn họ đại khái cũng là nghe nói có cái phụ nữ đuổi theo một đầu heo, từ thượng du thập mấy trong một đường chạy đến nơi đây chuyện này, cho nên chụp người đến hỏi ý kiến cái kia phụ nữ gọi thẩm quyên, là thượng du một cái trong thôn, trong nhà hiện tại người nào đều không có, từ hà trực an bài ở tạm ở trong trường học mặt, nhưng trong trường học mặt cũng không có thể trường cửu trụ, chờ đến hồng thủy qua đi, vẫn là muốn đưa nàng trở về. Heo liền gọi một thanh niên giúp đỡ chạy trở về, hiện tại này đầu heo là nàng duy nhất tài sản, vốn là mặc dù là tư nhân chính mình dưỡng heo, giết khởi sao có một nửa muốn về cấp đại đội, nhưng nàng hiện tại một cái không chỗ nương tựa người, phỏng chừng nhà nước cũng không có thể cho nàng đem thịt heo phân. Dù sao thẩm quyên cũng tại đại hà thôn ni, hà trực hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền đem thẩm quyên ra kia đầu heo, cho nàng chạy trở về. Thẩm quyên biết phòng ở không có, hảo tại vì heo còn tại, trong lòng cũng không sầu lo, bất quá nàng gì cũng không có, liên thân đổi giặt quần áo đều không có. Ngược lại là trong thôn có cái trong nhà chạy nữ nhân, nữ nhân đi trước còn có chút quần áo ở trong này, không mang đi cũng không tốt lắm, về sau trong phòng lại thảo tức phụ cũng sẽ nhìn chướng mắt, cho nên rõ ràng đưa cho cái này đáng thương nữ nhân. Hài tử đơn giản, người khác gia hài tử đại, quần áo còn có một hai thân hảo, cũng nhặt một thân cấp hài tử. Nữ nhân này thân thế cũng thật sự là đáng thương, khi còn bé cùng phụ mẫu thân đi tán về sau, là nam nhân phụ mẫu nuôi lớn đại, lớn lên về sau hai cái người cũng liền thuận lý thành chương kết hôn, sinh hài tử hài tử một tuổi đại thời điểm nam nhân chết đuối ngay sau đó nam nhân phụ mẫu thân kinh chịu không nổi cái này đã kích cũng song song qua đời vì thế thẩm quyên sau đó quá liền càng thêm gian nan một người lôi kéo hài tử lại muốn đối mặt với người trong thôn vượt qua khắc thân châm chọc khiêu khích thanh sơn đại đội còn có một chút tìm không thấy tức phụ cao cả ngày tại nàng cửa lúc ẩn lúc hiện còn không phải tưởng tìm điểm ngon ngọt thẩm quyên không chịu được phiền phức nghĩ đem hài tử lôi kéo đại một ít, lại làm tính toán, lại nói nàng lại không có thân nhân tại thế thượng, có thể đi nơi nào ni. Nghe xong thẩm quyên nói lên gia thế, người bên ngoài đều không lắm thổn thức. Liền có hảo tâm người an ủi thẩm quyên, nếu hài tử cũng tại, heo cũng tìm trở về, lại không có gì thời điểm so hiện tại càng gian nan, nghĩ thoáng mốt chút liền hảo. Thẩm quyên bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu, nàng kia mảnh đất cơ, hiện tại bị nê cấp chôn, muốn như thế nào trở về mà, đội trong khẳng định sẽ không lại cho nàng phê một khối nền nhà mà, nàng một nữ nhân. Nói phân hai đầu, Phó Âu đưa đến bệnh viện thời điểm, cơ bản đã thoát hiểm, chính là ý thức còn mơ hồ, tay nắm chặt Hà Tiểu Lệ tay, các gao không chịu tách ra. Lý thư ký cũng cấp bệnh viện đánh hảo tiếp đón, đây chính là năm nay kiểu mới lúa loại mở rộng đội quân danh dự, lại là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, Phó Âu anh dũng sự tích hắn muốn đánh cái báo cáo hội báo cấp trong thành phố, cấp Tân Thái huyện dựng nên một cái cọc tiêu. Việc này bí thư làm đi, lý thư ký làm xong này đó, lại lập tức đuổi tới Hồng Thủy hiện trường đi thăm dò nhìn. Nghe chuyên nghiệp nhân sĩ hội báo, được đi ra kết luận, vẫn là muốn tại hạ du hà đạo chật hẹp địa phương kiến tạo đập lớn, tại đáy nước thụ khởi nền sau, đem hẹp hòi địa phương đào không, đến Hồng Thủy tới mùa, mở ra toàn bộ miệng cống, khơi thông hà đạo, nước sông liền sẽ không tại mổ một chỗ trướng cao. Nhưng cũng sẽ có người thụ ảnh hưởng, chính là nguyên bản kế hoạch muốn rời đi ra ngoài những cái đó cư dân, bọn họ phải rời khỏi nguyên lai gần hà đạo cố thổ, dọn đến địa thế tương đối cao cái khác địa phương sinh hoạt. Cái này công tác kỳ thật cũng là lợi dân đại công trình, đập lớn tu hảo, kiến tạo trạm phát điện, khơi thông hà đạo, di chuyển cư dân, này đó làm tốt về sau, không chỉ đại hà thôn, Tiểu Hà thôn bên này ly thị trấn càng gần, về sau giao thông dễ dàng hơn, mà ngay cả Đại Hà thôn mặt sau quặn mỏ, đều có thể tỉnh xuất hảo chút lộ, trực tiếp tới thị trấn. Trước kia người đều không có cái này ý thức, nhất định phải đi đến Hà đạo tối chật hẹp bình đàm độ, dựa vào đò ngang qua sông, này thật sự là rất không có phương tiện. Lý thư ký nghe nói, kiến trạm phát điện còn khiến cho rất nhiều người phản đối, nghe xong hội báo về sau, nhíu mày, cùng người nói: nếu lần sau còn có tình huống như vậy, chỉ quản kéo hắn xuất mã. Mà bệnh viện bên kia phó Âu nằm nửa ngày liền đã tỉnh, hắn nhìn thấy ghé vào bên cạnh hắn, trên người ăn mặc bệnh nhân phục Hà Tiểu Lệ, trăm tư không được kỳ giải, vừa rồi rõ ràng nghe được Hà Tiểu Lệ tại bên tai liều mạng gọi nàng, như thế nào nàng ăn mặc bệnh nhân phục, nàng ngã bệnh sao? Chương 70 70 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com hà tiểu lệ sau khi tỉnh lại phát hiện phó âu còn nhìn chằm chằm nàng nhìn giống như trên mặt nàng có cái gì dường như trên thực tế nàng vài ngày đều ngủ không ngon giấc vừa rồi toàn thân đều xối ướt cho nên đến bên trong bệnh viện thống thống khoái khoái tắm nước ấm đem trên người kia thân thấp đát đác quần áo tẩy sau đó tìm một thân bệnh nhân phục đổi kỳ thật mất đi ý thức về sau phó âu nhớ rõ chuyện gì xảy ra hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên lần đó rớt đến trong nước đi trùng hợp hắn chân rút gân, bị nàng cứu, nàng ở bên cạnh nói liên miên cằn nhằn, hình như là đang mắng người đi, cái kia thời điểm hắn đỉnh cảm tạ nàng, nếu không là nàng trùng hợp trải qua nơi đó, cứu hắn, lần đó khả năng hắn liền xong đời. Sau lại nàng cũng không đề cập qua việc này, hắn da mặt mỏng, cũng ngại ngùng cùng nàng nói cảm ơn. Thẳng đến lần này, một cơn sóng quyển lại đây thời điểm, hắn cùng chính mình nói không thể chết ở chỗ này, hắn tận lực nhượng thân thể của chính mình hướng bên bờ thượng dựa vào, bên bờ thượng có thụ ni, nói bất định nào một viên có thể ngăn trở hắn. Quả nhiên, đương có người từ trong nước đem hắn vớt lên thời điểm, hắn lại nghe đảo hà tiểu lệ thanh âm. Vẫn luôn huyền một trái tim, mới hoàn toàn phóng xuống dưới. Khi về sau, hắn liền đã hôn mê, triệt để không cảm giác. Nếu không là nghĩ đến hà tiểu lệ, hắn khả năng sống không qua ở trong nước đoạn thời gian kia bao lâu, nước sông thật là rất lạnh, có trong chốc lát hắn thật sự tưởng buông tha. Nhưng là vừa nghĩ tới Hà Tiểu Lệ nói câu kia đi sớm về sớm, liền phỉ nhổ chính mình ý tưởng, hắn nhất định muốn chống được Hà Tiểu Lệ tìm được chính mình, nàng nhất định có biện pháp tìm được chính mình. Quả nhiên, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy nàng nằm úp sấp ở trước mặt mình, hạnh phúc cảm tràn đầy. Bên ngoài truyền đến tiếng nghị luận bên trong này cái kia tiểu tử thật là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Hẳn là hộ sĩ trạm tiểu hộ sĩ, nghe nói có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng ở tại trong phòng bệnh mặt, đều mộ danh lại đây nhìn, tuổi còn trẻ tiểu nữ hài, đối anh hùng hai chữ này, tổng có một loại mạt danh khác khao. Này đàn tiểu hộ sĩ đại khái tại 17-18 tuổi, sơ trung tốt nghiệp về sau đọc một hai năm vệ giáo, tăng thêm gia đình bối cảnh không sai, tài năng bị phân phối đến nơi đây đến đi làm, có thể tới nơi này tự nhiên từ nhỏ đến lớn gia đình đều không sai, nhưng duy độc bên trong này có cái gọi lâm hồng, cũng không đem những người khác để vào mắt, vì sao? Bởi vì nàng ba ba là huyện bệnh viện viện trưởng A, này bên trong bệnh viện ai bối cảnh cường đại nhất, nàng lâm hồng A. Lâm Hồng đi đến anh hùng bệnh cửa phòng nhìn vài lần, vài cái bình thường thường vuốt môn ngựa tiểu cô nương, cũng nhanh chóng vây quanh lại đây. Là, vừa rồi là huyện ủy xe đưa hắn lại đây, Ta xác định khẳng định là hắn không sai. Qua, wow, còn như vậy tuổi trẻ, tiền đồ vô lượng, ngươi xem hắn thế nào? Đây là Lâm Hồng, đây là 70 niên đại không bị cản trở nữ đi. Ngươi trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem, người khác có đối tượng, vẫn luôn lôi kéo tay ni, Lâm Hồng ngươi, nói lập tức bị những người khác đánh gãy, có người thật là vì Lâm Hồng hảo, biết Phó Âu có đối tượng, nhưng có người cũng là đợi thật lâu muốn xem Lâm Hồng làm trò cười cho thiên hạ mặt khác mấy nữ hài tử hai mặt nhìn nhau có một lớn tuổi một ít nữ hài tử nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý vừa rồi vị kia không muốn lên tiếng lâm hồng suy một tiếng sợ cái gì một cái tiểu thanh niên trí thức mà thôi quay đầu lại ta liền theo ta ba nói một tiếng nàng phụ thân là huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng cũng là dựa vào quan hệ tiếng bệnh viện còn chưa tới chuyển chính thức kỳ liền chuyển chính bằng chức danh cũng so những người khác khoái cái khác tiểu hộ sĩ đồng dạng cũng là vệ giáo đi ra, muốn hỗn tốt nhất lâu tài năng tấn chức, thiên nàng liền bản lĩnh, châm đều đánh không hảo, còn thật đương chính mình so những người khác đều có thể. Nàng người này không có tự mình hiểu lấy, là đại gia công nhận, nhưng bình thường cũng không người sẽ đi nói nàng. Một bên tiểu hộ sĩ vừa vặn đều là giận mà không dám nói gì, cố tình đụng tới này lâm hồng không biết sống chết, còn nhất định phải dán anh hùng mặt thấu đi qua nhượng người đánh mặt, đều tưởng nhìn nàng chê cười ni thanh âm càng nhỏ một chút tiếng nghị luận âm nhượng hà tiểu lệ dựng thẳng lỗ tai đều nghe không được nếu không ngươi đi thử thử lâm hồng hận không thể lỗ mũi hướng thiên đi đường như vậy một người lần đầu tiên nhìn trúng một người nàng cảm thấy đương nhiên là kia người phúc khí lại nói hắn bây giờ là anh hùng chưa chừng mặt sau chiêu số cũng rất đi hảo đến nỗi cái kia tiểu thanh niên trí thức nhượng nàng chỗ nào xa liền đi đâu không là tại trong thôn chen ngang đúng không nhượng nàng đi xa hơn công việc trên lâm trường a hừ vậy thì có cái gì khó ta ba ở trong này nói một không hai ta muốn cái gì đồ vật hắn không cấp ta làm ra quả thật lâm hồng có một chiếc phượng hoàng xe đạp trong nhà còn có radio tv nghe nói này đó dương ngoạn ý huyện trong đại lãnh đạo gia đều không có này đó cũng đầy đủ tiểu tỷ mùi nhóm đỏ mắt nàng lâm hồng nói muốn nàng ba còn không phải nghĩ pháp cho nàng chỉnh đến tiểu tỷ muội thấy là sẽ có chút ghen tị, loại hành vi này đương nhiên không có biện pháp từ bình thường thể hiện đi ra, nhưng các nàng sẽ giật dây tiểu tỷ muội làm một ít không thể việc làm, nhìn nàng gặp rắc rối. Lâm Hồng, Thêm Du, cố gắng, người lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định có diễn. Trước bị Lâm Hồng phái đi hỏi thăm thực tập hộ sĩ Tiểu Chu chạy tới, trong giọng nói mặt có áp chế không ngừng cảm giác hưng phấn. Nghe được nghe được, hắn gọi Phó Âu, vẫn là cái sinh viên ni bên trong bệnh viện có thể chính thức trở thành bác sĩ trừ bỏ một ít tư cách rất lão lão trung y bên ngoài tây y cơ bản đều thường quá đại học sinh viên điểm này cũng không quá hiếm lạ này đó tiểu hộ sĩ cũng đều là bệnh viện đệ tử còn có một chút huyện trong một ít cán bộ đệ tử ỷ vào nhà mình đình thành phần hảo thượng một hai năm vệ giáo đã bị phân phối đến huyện cấp bệnh viện hương vệ sinh sở loại địa phương này nhưng có thể phân phối đến huyện cấp bệnh viện gia đình điều kiện cũng cũng không tệ lắm. Lâm Hồng không cảm thấy đối phương là sinh viên liền cao bao nhiêu không thể phàn, hiện ở cái này niên đại đi lên đại học, có chen ngang thanh niên trí thức, cũng có cơ sở bồi dưỡng đi ra cán bộ, có công xưởng kỹ thuật nồng cốt, cũng có quân đội bên trong biểu hiện ưu dị công nhân. Nhưng đại bộ phận, đều là tự thân bối cảnh chống lại khảo nghiệm, tại tổ chức bên trong biểu hiện tốt đẹp, từ đơn vị đề cử đi vào. Mỗi cái đơn vị đều có đề cử danh ngạch, ngày nào đó nàng muốn đi lên đại học nhượng nàng ba đi quan hệ làm thư giới thiệu thì tốt rồi chỉ cần là không có nghiêm khắc nhập học cuộc thi địa phương tổng là có phương pháp có thể toản hơn nữa trong đại học mặc một phần phẩm học kim ưu giáo sư bị vận động làm đi xuống trên thực tế thời gian này đại học cũng học không đến cái gì đồ vật mặc dù là như vậy sinh viên quan hoàng vẫn là cấp phó âu bỏ thêm không thiếu phân nhưng nghe nói nhà hắn thành phần không hảo hắn là đại học về sau bị phụ mẫu liên lụy, làm sinh viên thanh niên trí thức phân phối đến quặng mỏ tới. Cũng không biết là ai, cùng mật thám dường như, đem phó Âu chi tiết điều tra rõ ràng. Thành phần không hảo A, à, Lâm Hồng nhìn phó Âu hai mắt, cảm thấy điểm này liền hạn chế hắn tiền đồ, nàng còn chưa bao giờ nghĩ qua cùng người đồng cam khổ cộng hoạn nạn ni. Nhìn thấy Lâm Hồng có lui bước ý tứ, bên cạnh tiểu tỷ muội lôi kéo nàng tay áo, rất nhanh, bị Lâm Hồng trừng mắt nhìn trở về. Kéo cái gì kéo, quần áo kéo hỏng rồi ngươi bồi. Tự nhiên quần áo không dễ dàng như vậy bị kéo hư, nàng chính là tâm tình không tốt mà thôi, hảo không dễ dàng có cái có thể nhập nàng mắt, nhưng thành phần không hảo mà. Sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiền đồ. Lâm Hồng từng nay một lần cho rằng toàn bộ Tân Thái huyện không có một người có thể xứng đôi nàng, nàng như vậy ưu tú, phiêu lượng, gia thế lại hảo, nhưng phân phối đến nơi đây bác sĩ không là mới vừa tốt nghiệp không có tiền đồ mau đầu tiểu tử chính là đã thành gia lập nghiệp sự nghiệp thành công người chẳng lẽ trên thế giới này sẽ không có tức sự nghiệp thành công lại tuổi trẻ xuất khí sao vốn là cho rằng anh hùng hẳn là tiền đồ vô hạn ai biết lại nghe nói hắn thành phần không hảo lâm hồng hắn hiện tại chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng sợ gì huyện trong đều phải cho hắn thân thỉnh huy hiệu làm không hảo quá mấy ngày liền muốn từ quặng mỏ đi ra ngoài ta cảm thấy hắn tiền đồ rất hảo ni lâm hồng tâm động một chút trong phòng bệnh đã có đồng chí cấp phó âu nơi này đưa tới hoa quả có đào tử còn có cà chua cái này mùa cũng chỉ có mấy thứ này có tổng so không có hảo hà tiểu lệ cấp phó âu tẩy cái đào tử chính mình cũng hàng xích hàng xích ăn đứng lên nhìn đến ngươi xem như đỏ có người muốn bắt đầu đánh ngươi chủ ý đỏ. Phó Âu không biết đỏ là có ý gì, ý là thành phần biến hảo. Tính, Hà Tiểu Lệ cũng không trông cậy vào hắn có thể hiểu, nàng vươn ra ngón tay đến trạc trạc hắn huyệt thái dương. Ngươi có thể hảo, bây giờ là huyện trong đại hồng nhân, vừa rồi có tiểu hộ sĩ tại đánh với ta nghe ngươi ni. Cũng thật là minh mục trương đảm, không phát hiện hai người tay nắm sao. Cho nên, hắn vẫn là không hiểu cho nên ngươi như vậy lôi kéo ta tay, người khác vạn nhất hiểu lầm quan hệ của chúng ta, những ngươi mất đi nhân duyên làm như thế nào, ngươi hiện tại thân phận chính là không giống, Lý Thư Ký rất coi trọng ngươi, nói bất định, ngươi còn có thể trở về thành ni. Hà Tiểu Lệ không tim không phổi. Phó Âu rối rắm, kia nàng không nên sinh khí sao, như thế nào coi trọng đi giống như đỉnh cao hứng bộ dáng. Phó Âu. Hà Tiểu Lệ tại thăm dò hắn. Không bằng, chúng ta đánh báo cáo thân thỉnh kết hôn đi. Phó Âu đột nhiên bật ra đến như vậy một câu. Ta không cần những người khác, ta chỉ muốn ngươi, vạn nhất ta có thể trở về thành, ta liền về trước thành dàn xếp hảo về sau, lại nghĩ biện pháp đem ngươi tiếp trở về. Hắn còn sợ chính mình đi rồi về sau người khác nhìn chăm chú Hà Tiểu Lệ Ni, nàng rốt cuộc tưởng gì. Hà Tiểu Lệ quả thực muốn bị hắn những lời này dọa đến, theo bản năng, nàng nỗ lực hồi tưởng vị này tương lai thế giới đại phú hào, đời sống tình cảm rốt cuộc là như thế nào. Nghe nói hắn rất điệu thấp, bên cạnh cũng không có đường viền hoa scandal, thu dưỡng một hài tử, như vậy hắn bản thân hẳn là không có hài tử. Tại chính mình cái kia thời đại bên trong, hắn có khả năng đời này đều không có phối ngẫu, chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì tạo thành vị này thanh niên cả đời đều có tâm lý bóng mờ có thể bao trùm địa cầu một vòng lớn, cho nên hắn mới có thể liên chính mình hài tử đều không có. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy phó Âu có chút đáng thương. Hà Tiểu Lệ, ta đã thấy lão ngoại quỳ một gối xuống mà cầu hôn, đáng tiếc cái này trường hợp thật sự là không quá thích hợp. Phó Âu từ trên cổ trích đi ra một căn quải thằng, mặt trên treo một cái bạch kim ngọc bích nhẫn, nhìn bộ dáng có chút năm tháng, hắn đè thấp thanh âm, nói. Cái này nhẫn, là mụ mụ ta cho ta, ta tới nơi này trước, nàng bảo ta lén lút giấu hảo, có lẽ ngày nào đó ta có thể gặp được một cái ta ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử, chỉ cần ta nhận định là có thể cùng nàng cầu hôn, Hà Tiểu Lệ, ta nhận định ngươi, ngươi đáp ứng ta hảo sao? Hiện ở cái này niên đại, mang mấy thứ này khẳng định là không được, cho nên Phó Âu vẫn luôn thật cẩn thận cất giấu. Thiên lôi cũng cũng, Hà Tiểu Lệ còn thật sự không nghĩ tới, Phó Âu sẽ có loại này lãng mạn cầu hôn còn có thể lấy ra như vậy một cái phiêu lượng nhẫn không biết ở vào cái gì trong lòng nàng rất muốn đem chiếc nhẫn kia mang tại trên tay hà tiểu lệ nhìn thấy sững sờ ở lập tức hà tiểu lệ phó âu không cao hứng nàng rốt cuộc tưởng cái gì a à? hắn thật sự rất muốn biết hà tiểu lệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào hà tiểu lệ cười khúc khích ngươi mụ sao lại như vậy khả ái a à? tương nhiên liên cái này đều nghĩ tới hắn mụ hẳn là cái rất hữu ái đại mụ nhìn thấy hà tiểu lệ bất chính mặt trả lời phó âu không vui lòng nhưng ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta